Chương 21, cái đề này chạm đúng đến kiến thức cậu không biết tí xíu nào. Xong rồi, ai nói là fans thì sẽ không bị hỏi đến kiến thức của thần tượng, cậu mới đắc ý chưa được 10 phút đã bị hỏi đến rồi. Giả fans mới vui vẻ được một chốc đã chuẩn bị bị lột da thiêu sống rồi. Cố vị lưu mem của Giang tầm thì nhiều thật đấy, nhưng chuyện thể thao điện tử thì một chút cậu cũng không biết. Số người tiêu diệt được là gì? Đề này có thể đoán bừa được không? Nhân viên công tác đang chờ cậu trả lời, ngay cả Giang Tầm cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cổ vũ mong đợi, toàn bộ camera đều hướng về phía cậu, cố lên, cố vị, mạnh dạn trả lời đi em, cố vị đang liều mạng nhớ lại hot sức lúc trước, lọc những điểm mấu chốt trong các bài phột để tìm kiếm tin tức của một con số cụ thể, Giang Tầm, quán quân thế giới, chiến đội Tờ Vê Đúc, tháng 7 trận liên tiếp, đúng rồi, 7, nhân viên công tác, đáp án của bạn là gì, 7, 7 người, cố vị cẩn thận đưa ra đáp án, hơi lo lắng nhìn chầm chậm nhân viên công tác, dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên có thể nhân nhượng cho mình, nguyên tắc là thả nước, cái này có khá nhiều nghĩa, đại khái là là thả cho đối thủ có thể thắng mình, ở đây là mình dịch là nhân nhượng, là ẻm đang mong tổ tiết mục có thể cho ẻm qua cửa, cư dân mạng trên Uibo từng nói, anti fan có thể hắc nhân phẩm cố vị, nhưng hoàn toàn không thể hắc giá trị nhan sắc của cậu ấy, chính xác như vậy. Cặp mắt hoa đào kia khi nghiêm túc người khác, quả thật là đặc biệt mê người. Nhưng vào lúc này, ánh mắt ám chỉ này cũng vô dụng thôi, nhân viên công tác, thả nước chắc không đủ, chắc phải xả lũ mới có thể cứu cậu thôi. Anh quay phim, anh trai quay phim cũng không biết phải nói cái gì trong trường hợp này, vì thế đành quay một cảnh đặt tả hai nhân vật chính là Giang Tầm và Cố Vị. Giang Tầm, Cố Vị, đúng hay không? Sống hay chết mau phán xét cho cậu một kết quả thống khoái đi nào. Nhân viên công tác mở miệng lần thứ hai, mặt rõ ràng đeo biểu cảm thảm không thể nhìn, sai rồi, sai rồi. Đáp án là 219 người. Mơ vơ thế giới, 7 người là cái loại trình độ gì chứ? Cố vị, số lẽ cũng chưa đoán đúng. Giang tầm lợi hại như vậy sao? Thật là dọa chết bảo bảo rồi. Tôi rồi, hình tượng fans tan tành không còn một mảnh. Giang tầm xách cố vị sang một bên. Em sao thế? Chẳng phải em nói em là fans của anh sao? Cố vị, em. Nói thật, lần này Giang tầm sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa đâu. Em nói sợ anh không tin, cố vị nhắm mắt dứt khoát thừa nhận. Anh ơi! thực ra em là fan mềm của anh, Giang Tầm, mềm, Giang Tầm, nhưng không phải lúc trước em còn đi xem anh thi đấu sao, cố vị, cùng, cùng đi với các anh trong nhóm, bọn họ xem thi đấu, em đi theo, nhìn mem người thật trực tiếp ngay trước mặt đang tra khảo mình, quả thật là là quá đáng sợ, cố vị biết bản thân mình đuối lý, nói càng ngày càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy, Giang Tầm cười cười, từ ngày anh đạt được nhiều thành tích hơn, ngoại trừ fans esports, còn có fans bạn gái, nhưng đây là lần đầu anh nghe nói trên thế giới này có cả fansman. Vì hôn thê người nhà an bài cho anh này đúng là không lúc nào không khiến anh bớt kinh ngạc. Từ sau khi quen cố vị, Giang tầm cảm giác cuộc sống của mình đã không còn nhàm chán như trước nữa. Nhân viên công tác và hai anh quay phim hiển nhiên cũng không dự đoán được còn phát sinh tình huống như vật, thế là ba người cùng túng lại một chỗ xem náo nhiệt. Vì sao lại thích mem của anh, Giang Tầm cảm thấy đau đầu vô cùng. Cuối cùng mấy việc cố vị làm trước đó đều đã có giải thích. Anh bạn nhỏ từng đăng tám cái mem của anh, cùng với lần gặp ở Bắc Âu kia, em ấy đã nói: "Mem chơi lưu manh, bởi vì cố vị hơi do dự, anh, em cảm thấy mem so với anh đẹp hơn người thật, gian tầm, anh nên vui vẻ hay không nên vui đây?" "Ai, em không có ý đó." Cố vị nhanh chóng lắc đầu, "Ý em là, mem của anh, dù sao thì mem đúng là tốt hơn nhiều so với người thật. Mem sẽ chỉ biết quán giận, sẽ không ăn hiếp người ta, cũng không gọi người khác là vợ bé nhỏ." cũng không sẽ dùng dăm ba câu làm người ta mặt đỏ tim đập, dám nói dối anh sao bạn nhỏ, Giang Tầm đau đầu nói, em đang tới thời kỳ phản nghịch sao, tự nhiên trêu chọc người khác, tự nhiên gây chuyện, không phải thời kỳ phản nghịch thì là gì, anh kéo cố vị tránh đi camera, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, dám trêu chọc anh, anh, cố vị cúi đầu không tránh được, dù động tác của Giang Tầm rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hai tay cậu đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh. Dù sao, dù sao mem cũng không xấu xa như anh. Em không phải fan của anh, vậy những cái chúng ta đã nói lúc trước đều không tính nữa. Giang tầm cố ý sụ mặt nói, chuyện em đăng trên vòng bạn bè mắng anh lưu manh và chuyện like ui bò của anh, em nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Được rồi, cố vị biết trốn tránh cũng vô dụng, cuối cùng cũng quyết tâm, kéo cổ áo che đi microphone, nhóm chân nói thầm bên tai Giang tầm, anh ơi, em biết sai rồi, em cho anh bao năm nha. Giang tầm trước mắt sáng ngời, thật chứ, anh ban đầu chỉ đùa cậu, không nghĩ tới anh bạn nhỏ thực sự đồng ý anh rồi cố vị nghiêm túc gật đầu thật ạ à, cậu đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời đảm bảo mười phần thành ý phục vụ tận tình chỉ cần gian tầm vui là được cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này cho nên cậu sẽ tìm người chuyên nghiệp đến cho anh là được cố vị âm thầm tính toán trong đầu như thế thân phận fans giả bị bại lộ dưới tình thế cấp bách anh bạn nhỏ lại có thể đáp ứng cả yêu cầu này Giang tầm muốn nhìn xem sau khi quay xong chương trình này cố vị sẽ giải quyết như thế nào sau khi nhỏ giọng đạt thành hiệp định hòa bình hai người tiếp tục quay lại quay sâu vẻ mặt hai người như thường như đã đạt được một giao dịch thần kỳ nào đó giang tầm cũng không so đo chuyện cố vị vừa nãy trả lời sai nữa nhân viên công tác nhìn mà ngay người cảm giác hình như mình vừa bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng giao dịch mập mờ giữa hai người kia nhất định là điều mà cả nước đều đang muốn xem có thể cho em một cơ hội nữa không ạ à? cố vị hỏi yên tâm anh sẽ không bỏ lại em đâu, Giang Tầm sờ sờ tóc Cố Vị, hỏi nhân viên công tác, các người chắc là có phương án khác đúng không? Thật ra là có, nhân viên công tác hơi khó xử, nhưng cái này độ khó tương đối cao, câu hỏi khá là khó, cứ thử xem, Giang Tầm nói. Trò chơi mà nhân viên nói đến là anh diễn tôi đoán. Trò chơi này là để khảo nghiệm độ ăn ý của hai người, Cố Vị ngay cả số người mà Giang Tầm tiêu diệt trong đợt thi đấu còn không biết nhân viên công tác hoàn toàn có lý do cảm thấy hai người này không hề có miếng ăn ý nào đợi hai người này diễn ra kết quả gì chắc là xa lắm chắc là vẫn nên đợi khách mời khác tới thôi hai người có hai phút cố vị sẽ dùng hành động để miêu tả gian tầm đoán đoán được bốn đáp án chính xác thì được tính là qua cửa hơn nữa còn nhận được chìa khóa của nhiệm vụ nhân viên công tác giới thiệu quy tắc trò chơi ngoài dùng hành động còn có thể dùng ngôn ngữ để nhắc nhở nhưng không được nói quá mười chữ cũng không được nói ra từ có trong đáp án, nếu không sẽ coi như là thất bại. Được à, cố vị hơi khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Giang tầm nhìn thấy cậu đang căng thẳng bèn nói, đừng sợ, cùng lắm thì anh cùng em ở lại khi dạy học, anh không tin đạo diễn sẽ để chúng ta ngây ngốc trong khu này đến khi kết thúc, cố vị gật đầu, trong lòng sinh ra một chút ấm áp, cậu tham gia game show cũng không ít, cũng không ít lần đi đến vòng một người không thể vượt qua nhưng đây là lần đầu tiên có người không so đo chuyện thắng thua mà chỉ muốn cùng tham gia chung với cậu. lạnh không, đang là sáng sớm đầu thu, độ ấm không cao, mà trang phục tổ chương trình chuẩn bị có chút mỏng manh. Giang Tầm nhìn thấy liền hỏi Cố Vị như vậy. Cố Vị lắc đầu, không suy nghĩ mà bước đến gần Giang Tầm một bước. dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Giang Tầm quay lưng về phía màn hình. Cố Vị đứng đối diện Giang Tầm, đồng thời đối mặt với màn hình. đồng hồ đến ngược bắt đầu, cùng từ thứ nhất xuất hiện trên màn hình ông nói gà bà nói việc cố vị cái này dùng hành động diễn tả kiểu gì quả nhiên là khó thật cậu nghĩ nghĩ hai tay gặp lại làm ra động tác đập cánh bốn chữ gian tầm gian tầm cái này là gì chim hả cố vị không đúng không đúng thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian chỉ còn một nửa nhân viên công tác đứng bên cạnh đắc ý cố vị trong cái khó ló cái khôn buộc miệng nói ra anh ác uy chát em gian tầm sửng sốt không chắc chắn lắm mở miệng ông nói gà bà nói việc, đúng rồi, cố vị nhảy lên, nhân viên công tác, không thể nào, chắc chắn là ăn may, để câu sau xem hai người làm thế nào được, cố vị đột nhiên tìm lại được thú vui của game show, khoái chí nhìn ánh mắt hoảng sợ của nhân viên công tác và anh quay phim, cụm từ thứ hai, to gan lớn mật, cố vị suy nghĩ, anh, em đăng vòng bạn bè, chỉ anh xem được, gian tầm, to gan lớn mật, cố vị, đúng rồi. Anh đỉnh quá, nhân viên công tác, cái này cũng có thể đoán đúng, hai người này cũng may mắn đấy. cũng từ thứ ba, gây chuyện thì phi, cố vị càng vui vẻ, anh ơi, em lai like ôi bố anh, giang tầm buộc miệng thốt ra, lòng dạ khó lường, em là người như thế sao, cố vị không phục, không có không có, giang tầm cười nói, là gây chuyện thì phi sao, lại đúng rồi, cố vị đắc ý mà nhìn máy quay, cười công công mắt, nhân viên công tác, hai người kia đột nhiên có một loại ăn ý quỷ dị, lúc trước đâu có thể hiện ra sao bây giờ đột nhiên lại hợp nhau thế nhỉ? Tổ đạo diễn cũng gấp muốn điên rồi, phần này là muốn làm khó khách mời, khi phát sóng, lúc khách mời diễn tả hành động sẽ là đoạn gây cười cho sâu. Nhưng gian tầm và cố vị, quả thực chính là hai cái bút siêu to khổng lồ của game này. Không đào hố khách mời thì không phải là tổ tiết mục tốt, cố lên anh ơi, cố vị hiếm khi tham gia game show lại vui như vậy, đến nào, em sẽ đi theo anh, câu đi theo anh cứ thế mà đánh thẳng vào lòng gian tầm, sao lại thuận lợi qua cửa như vậy, bọn họ xem đáp án trước rồi à, nhân viên công tác thảo luận với đạo diễn. Không có khả năng, hôm qua tôi mới ra đề bài mà, đạo diễn vào đầu ra quyết định, như vậy đi, từ cuối cùng sẽ chọn một từ siêu khó, từ mà không thể dùng hành động miêu tả được. Vì thế, 20 giây cuối cùng, ở màn hình phía sau gian tầm chậm rãi hiện ra từ mà đạo diễn vừa mới đổi, bàn chuyện cưới xin, cố vị, từ này thì miêu tả sau đây, đạo diễn thật sự là cố gắng hết sức. Cuối cùng nhìn biểu hiện của khách mời trên màn hình, cố vị nhìn thấy trên mặt ông hiện lên một nụ cười quái dị, bàn chuyện cưới xin, đầu tiên cậu nghĩ đến, là chuyện cậu và Giang Tầm hình như có rất ít người biết mà, cái này miêu tả làm sao ta, đang ghi hình mà, với lại cậu cũng hủy hôn rồi, không biết Giang Tầm có ghét được ý tưởng của cậu không nữa, đồng hồ bấm dây đã đến đến 10 giây cuối cùng, đạo diễn vui mừng ra mặt, chuẩn bị rung chung chúc mừng khách mời đã thất bại, đúng lúc này, Giang Tầm đang đưa lưng về phía màn đột nhiên thấy được ánh mắt trốn tránh của cố vị bạn nhỏ vừa rồi còn hưng phấn lắm mà, sao giờ lại trốn tránh? Một bộ muốn nói lại thôi liếc liếc anh, xong thấy anh nhìn sang lại bắt đầu trốn. Vẻ mặt thế này của cố vị giang tầm từng gặp qua một lần, là lúc anh dồn cậu trong phòng hóa trang, trêu đùa gọi cậu là vợ bé nhỏ, cụm từ này là gì chứ? Khiến cho cố vị có phản ứng lớn như vậy, liên hệ đến sự tình phát sinh gần nhất, chẳng lẽ là, giang tầm nói, bàn chuyện cưới xin, cố vị, len ken một tiếng, cái chiên trong tay đạo diễn rơi cái bụt xuống đất phát ra tiếng vang lớn vang vọng trong sân trường đạo diễn kéo nhân viên của mình sang một bên khóc lóc kể lể tôi ra đề đơn giản như vậy sao sao bọn họ chỉ dùng mắt cũng có thể đoán được không có không có nhân viên công tác vỗ vai đạo diễn an ủi rõ ràng là hai người kia quá tà môn ánh mắt giao lưu quá lộ liễu trương đạo căn bản không có cửa bẫy hai người này thành công bất ngờ ập đến che mắt cố vị cậu liền quên bén việc cùng từ nhạy cảm này làm cậu bối rối thế nào nhanh chóng chạy đến ông chặt giang tầm. Anh, anh quá lợi hại, bạn nhỏ lao đến ông giang tầm, mặt dán lên gáy anh, không keo kiệt nói lời khen ngợi. Giang tầm thuận thế bế cố vị lên, ông cậu xoay một vòng. Anh ơi, mình đi thôi, cố vị nhìn đạo diễn cùng nhân viên công tác đang châu đầu ghé tai thầm thì gì đó, vội thúc giục giang tầm mau rời đi. Tuân mệnh, giang tầm thuận tay ông người chạy mất. Hai người còn không quên thuận tay mang theo chiếc chìa khóa được thưởng cho game này. Cảm thấy có gì đó sai sai, đạo diễn vội quay lại nhìn, phát hiện hai người kia đã đi mất, bỏ lại ông và nhân viên ngơ ngác tại chỗ. Tình huống gì đây? Sao Giang Tầm cứ như đang cướp dâu ấy nhỉ? Trương Đạo nhìn chầm chầm kế hoạch trong tay, nhớ tới thời gian trước đây có nghe bạn tốt của mình là Tống Tịnh Khê nhắc qua một lần. Nói bà đang tìm cho Giang Tầm một đối tượng đính hôn, sẽ không trùng hợp đến vậy đâu ha. Cố vị và Giang Tầm cuối cùng cũng có thể rời khỏi khu dạy học, đi về hướng sân thể dục, thấy có hai khách mời khác đã tập hợp ở đó vẫy tay với bọn họ lúc nãy khi trả lời câu hỏi cố vị cũng đoán được hai khách mời còn lại là bối khả và tiền dập ngưng hiện tại nhìn thấy họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng mà thân phận họ đang đảm nhận thì đúng là hố người mà diễn viên thực lực bối khả sắm vai người vệ sinh trên đầu ghi rõ thân phận vai còn khiêng một cây lau nhà tương phản hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng soái khí hằng ngày ca sĩ đang nổi tiền dập ngưng còn thảm hại hơn nhận thân phận giáo hoa Hoa khôi học đường, bị tổ tiết một buộc phải mặc váy ngắn, trên đầu còn cài một hoa nhựa quê mùa. Hai người hiển nhiên đã bị tổ tiết một hố đủ thảm, bây giờ gặp được đồng đội giống như gặp được người nhà vậy. Nhưng cố vị không nghĩ sẽ tặng bọn họ một cái ông yêu thương, hơn nữa, anh ơi, anh có thể thả em xuống được không? Cố vị rụt rè nói, hai người vừa rồi chỉ lo trốn chạy, ai cũng không chú ý suốt một đường vừa rồi gian tầm vẫn còn ông cố vị. Cố vị hơi ngại ngùng nhìn camera xung quanh. Vội vàng kêu Giang Tầm thả mình xuống, đại thần Tiền Dập ngưng nhìn thấy Giang Tầm liền kích động, vừa rồi tham gia trả lời câu hỏi tôi còn không dám tin, không tới tổ tiết mục vô lương tâm này lại có thể mời được quán quân thế giới, tôi đã từng xem qua tác phẩm của anh, bối khả là đang nói đến bộ phim truyền hình mà Giang Tầm đóng khi nhỏ. Đừng nói chuyện đó nữa, Giang Tầm cười, mẹ tôi cả ngày lấy chuyện đó để trêu chọc tôi, bởi vì tổ đạo diễn quá hố người, mấy khách mời này trước đó tuy chưa từng hợp tác nhưng lần đầu gặp nhau đều tỏ ra mười phần nhiệt tình. Tiền dập ngưng lôi kéo cố vị nói chuyện, tôi cuối cùng cũng nhìn được người thật rồi. Tôi là fans nhóm cậu lâu lắm rồi, hôm nay còn đang suy nghĩ không biết sẽ gặp được ai nữa, hai người tuổi sắp xỉ nhau, cho nên gặp nhau liền liếu riếu không ngừng. Giang tầm vương tay im lặng kéo anh bạn nhỏ nhà mình gần về phía mình một chút, cách xa nhóc con đang thao thao bất tuyệt kia, cố vị không phát hiện động tác nhỏ kia của giang tầm, dịch lại gần giang tầm một chút, lại tiếp tục nói chuyện với tiền dập ngưng, thật ra nhóm tụi tôi có hai người tham gia, nhưng tôi chưa tìm được anh ấy. Tại nhà ăn, thành viên còn lại của tê, ác, thạch hân ngôn bị tổ tiết một ma quỷ phân thành bà thím nhà bếp, cậu đang điên cuồng chà rửa mâm bát, tôi có thể ra khỏi đây không, cố vị còn đang đợi anh mà, anh đã nói sẽ chăm sóc cho mình đang sơ bé nhỏ nhà anh mà. Đạo diễn nói phải rửa thêm 50 cái nữa, nhân viên công tác vô tình nói, vì sao, thạch hân ngôn khiếp sợ bởi vì thành viên nhóm của cậu vừa làm mẹ của đạo diễn cũng phải sợ hãi, đây là nguyên văn lời đạo diễn Trương nói, thạch hân ngôn, vì vị làm mẹ ngài sợ thì liên quan gì đến tôi hả? Hơn nữa chuyện này đúng là không có khả năng mà, vì vị, vị ngoan như thế, làm sao có thể gây chuyện cho người ta chứ? Bốn vị khách mời đến nhà ăn, thạch hân ngôn thấy mà mừng gớt nước mắt. Ngay sau đó, anh thấy cố vị đứng bên cạnh giang tầm liền ngay ra như phỏng, đứng hình mất năm s hai người cùng nhau đến đây, đúng là khiến người ta phải sợ hãi mà. Trong lúc nhất thời anh không biết là tổ tiết tục này với việc cố vị lai like Uy bộ Giang tầm cái nào ác hơn. Tầm thần, thạch hân ngôn nhớ tới học sức Bô ngày đó mà kinh hồn chưa định, đừng ức hiếp vị vị nhà tôi. Giờ tụi em là bạn tốt nha, cố vị tự thấy mình đã tìm được một biện pháp tốt để bồi thường gian tầm, cho nên mấy cái chột dạ gì đó đều cho bay hết, không chút đề phòng. Thạch hân ngôn nghe mà mờ mịt, đào quay bộ 10 năm trước lên, mối thù này cũng có thể cho qua sao? cố vị cuối cùng phải trả giá bao nhiêu không biết, còn nữa, thạch hân ngôn vẫn cẩn thận suy nghĩ lại, vì sao mà mình phải rửa thêm 50 cái mâm nữa, anh không muốn quay nữa, anh muốn về nhà xem game show còn hơn, thạch hân ngôn khóc không ra nước mắt, anh thật sự rất muốn biết cố vị cùng gian tầm rốt cuộc đã làm cái gì, nhìn tạo hình của bốn người kia, vẻ mặt thạch hân ngôn như đưa đám nói, vì sao tôi có cảm các người là tham gia game show, còn tôi ở đây là để làm công chứng tập đầu tiên của game show này chủ yếu là để cho khách mời gặp mặt làm quen tạo thành một đội thuận tiện hợp tác trong các tập sau cho nên độ khó không quá cao mấy người dần dần đều có được chìa khóa nhiệm vụ trừ bỏ ban đầu hơi có chút khó mấy phần sau đều khá đơn giản chủ yếu để tăng tương tác giữa các khách mời để họ quen thuộc với nhau hơn mọi người hoàn thành nhiệm vụ lấy được chìa khóa mở được cổng trường trong thời hạn quy định xong còn không quên cùng nhau tặng lại cho đạo diễn một ngón giữa tập thứ nhất của sâu thực tế kết thúc khách mời ở lại khách sạn mà chương trình đã chuẩn bị để nghỉ ngơi một đêm hôm sau mọi người ai về nhà nấy bởi vì là tập đầu tiên cho nên đạo diễn quyết định chụp lại hình ảnh mấy người cùng vào khách sạn cùng nhau trải qua một tập năm người đã quen hơn với nhau thế nên cùng ngồi ăn nói chuyện không ngừng lần sau chúng ta đến hố đạo diễn đi bị đạo diễn hố đến mức phải mặc váy ngắn tiền dập ngưng đề nghị không thể để tổ tiết mục này nắm thóp chúng ta mãi được được được, cố vị là người đầu tán thành. Game show này so với mấy game show khác không giống nhau, lần này mọi người đều rất tốt, làm cậu có thể buông lỏng phòng bị. Bối khả tuy lớn tuổi hơn mọi người chút nhưng lại rất hiền hòa, tiền dập ngưng tuổi không lớn nhưng tính tình hoạt bát, có thể khuấy động không khí. Mỗi người đều có những sở trường riêng, nhưng khi ở cùng nhau đều thật sự rất vui vẻ. Muốn ăn cái kia sao, Giang tầm thấy cố vị nhìn con cua trên bàn chầm chầm nhưng lại chưa chịu gấp. Cố vị lắc đầu, cứ để em tự gấp đi ạ, à, em ấy sẽ không chịu lột vỏ đâu, thạch hân ngôn tàn nhẫn nói ra chân tướng. Muốn ăn nhưng không chịu bóc vỏ, bạn này càng ngày càng đáng yêu quá đi mất. Giang tầm dùng cái kìm gấp cua, kẹp lấy hai càng của nó, đem thịt cua lấy ra bỏ vào bát, anh vốn nghĩ sẽ đưa bát cho cố vị, nhưng lại phát hiện ánh mắt cậu bắn đến đây nhìn anh chầm chầm, chủ động há miệng. Cố vị nếm được thịt cua thơm ngon, xong mới phát hiện mình vừa làm cái gì, cậu còn dám cắn đũa của Giang tầm, ăn ngon không? Giang tầm hỏi cậu, cố vị ngậm đủ gật đầu, biết phải cảm ơn anh thế nào không, Giang tầm cố ý hỏi, em biết à, cố vị thần sắc đoan chính lên, anh cứ yên tâm, đúng rồi, đã ghi hình xong rồi, cậu phải bồi thường cho em thôi. Giang tầm không để ý việc cố vị hiểu cái gì, anh một bên nói chuyện phím, một lột vỏ cua cho cố vị ăn, cố vị lấy di động ra, mở giao diện trò chuyện của rapper Trị Vân Khai, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, có ở đây không, có ở đây không, có việc gấp thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính đệch em trai có thể bình an ra khỏi đó hả em không thấy treo lơ của bỏ trốn kích thích thế nào đâu bọn họ thế mà mờ cả gian tầm lúc thấy anh ta em có bị dọa không vì vị anh đúng là nể em quá mà cái tràng tu la này mà cũng có thể qua được đại thần có đáng mông cưng không anh đúng là không thể được ngày công chiếu mà yêu tôi thì cho tôi thu tiền nhờ em nhanh trí mà mọi nguy cơ đều đã được hóa giải rồi yêu tôi thì cho tôi thu tiền tự hào dịp gờ yêu tôi thì cho tôi thu tiền, bánh trung thu, em hỏi anh chuyện này. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, nói, biết thì anh sẽ trả lời, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, anh biết chỗ nào có loại phục vụ này không? Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, loại nào? Hoảng sợ, dịp gờ, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, là cái loại mà chuyên nghiệp, có thể bao theo năm, có thể làm người ta vui vẻ, là loại phục vụ đặc thù ý. Cố vị buông đũa, đánh giá gian tầm một chút, bổ sung thêm một câu yêu tôi thì cho tôi thu tiền, là nam. Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính, việc việc sao? Hoảng sợ, dịp gờ, việc, trai bao, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, vâng, chính là loại hình này. Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính, em có nhu cầu sao? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, không, là bạn của em, anh ta đang đang cần cái này. Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính, không ăn là ngồi đó, giọng nói gian tầm từ bên cạnh truyền đến, ăn cơm còn chơi di động, cố vị buông di động, nhìn đĩa thịt cua trước mặt, tâm tình sung sướng chuyên tâm đối phó Mỹ thực trên bàn. Di động bên cạnh đột nhiên vang lên, là Trì Vân Khai gọi điện đến. Làm gì thế, cố vị cầm lấy di động, em làm lén lúc đó, nói nhỏ xíu nha, giữ bí mật cho em. Trì Vân Khai cạn lời, anh cứ tưởng em bị hắt nít, cố vị, không phải không phải. Trì Vân Khai, vị vị, anh thực sự rất tò mò, rốt cuộc em ở chương trình của Trương Đạo đã trải qua chuyện gì thế, đều không phải, em đã nói là cho một người bạn của em mà cố vị nói giao cho anh đấy nhá trì vân khai được rồi trì vân khai nhưng còn không rõ em tại sao lại muốn không phải ba em nói giới thiệu đối tượng cho em sao cố vị không phải em mà rõ ràng là tầm tịch mịch muốn tìm mà trì vân khai không hiểu ra sao đành phải nói trước anh đi tìm người tìm hiểu trước hỏi một chút yêu cầu cụ thể thế nào cố vị cúp điện thoại phát hiện giang tầm đang nhìn mình đang tính toán gì đó, Giang tầm thuận miệng hỏi, sao cười xấu xa vậy, anh à, cố vị buông di động, nghiêm túc nói, em sắp cho anh một bất ngờ siêu lớn, ăn cơm xong, đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, đạo diễn cuối cùng cũng vừa lòng mà buông tha mấy người bọn họ, cố vị cầm di động ngồi trên sofa của khách sạn mà thở dài. Vừa rồi sau khi nhắn tin với Trì Vân Khai được một lúc thì cậu bị kéo vào một trận game mobile, Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên đều ở đó, vừa đủ bốn người một tin. Cố vị mới chơi trò này không lâu nên cũng không rành lắm, chỉ đành điều khiển nhân vật đi phía nhóm Trì Vân Khai chạy tới chạy lui, đụng chướng ngại vật còn không vượt qua được, đúng là chán quá mà. Giang tầm vốn muốn về phòng, cuối cùng lại ngó thấy bạn nhỏ cố đang miệt mài chơi game, lại thêm một lần chết được đồng đội hồi sinh, cố vị quyết định không chơi nữa. Mọi người cứ chơi đi à, không cần kéo em nữa đâu, em chơi chỉ khiến mọi người mất mặt thôi à, cậu buông di động, ủ rủ cục đuôi dựa vào sofa, vừa hay thấy mặt giang tầm đang dựng bên người cậu, cố vị mấp máy môi xem như chào hỏi, chủ động dịch sang trái một chút nhường chỗ cho giang tầm, đưa anh xem được chứ, giang tầm hỏi cậu, thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cố vị cầm di động lên đưa cho giang tầm, loại game mobile này anh cũng không rảnh lắm, nhưng em trai anh lại chơi khá nhiều, giang tầm nói, cố vị trong lòng cảm thấy cân bằng một ít, không sao đâu, em cũng không chơi nữa đâu sau đó cố vị thấy gian tầm không rành lắm như sát thần mà một đường chém vết đến tận vòng cuối cùng chiếm luôn mờ vờ với mấy chục mạng xong còn tự nhiên mà để lại một câu trong ô trò chuyện gà quá Giang tầm đánh xong trận mới quay ra nói xin lỗi thói quen bình thường khi thi đấu anh có thói quen trào phúng đối thủ nhưng lại quên mất mình đang cầm a cố vị cố vị không sao anh thật lợi hại cũng không khó nào rảnh anh dạy em gian tầm nói Bên này hai người cũng không xoắn suýt nhiều về chuyện này, xong việc liền chút ngủ ngon rồi về phòng nghỉ ngơi. Trong ký túc xá tê, ác, ba người vừa mời cố vị chơi game nhìn hai chữ trên khung chat mà trận mắt há mồm, cố vị luôn kéo chân tim đột nhiên cuộc khởi, ăn liền mấy chục mạng, hơn nữa còn trào phúng một câu rồi ô út game. Trì Vân Khai, xem đi, tôi đã bảo em có gì đó sai sai mà, phó chỉ, em ấy còn bảo chúng ta gà, là thần hiên, Ui 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 lúc trước ẻm ném bình thiêu chết cả tiên tôi còn không nói ẻm gà đâu đó. Trì Vân Khai, thế vụ ẻm nhờ tôi kiếm việc thì sao giờ, là thần hiên, hay cứ lừa dỗ em nó trước, sau đó tùy theo tình hình mà triển tiếp, phó chỉ, không được, chúng ta cứ bóng gió hỏi xem em ấy muốn làm gì cái gì. Sáng sớm, các khách quý của bỏ trốn lần lượt lên đường trở về, cố vị và giang tầm đều về thành phố hát, hai người đi cùng chuyến bay, thế là đạo diễn bèn sắp xếp cho hai người vị trí cạnh nhau. Bạn nhỏ cố hôm qua em ngủ không ngon sao, Giang tầm hỏi, cố vị đôi mắt hồng hồng, em không sao, công ty mới đổi trợ cho cậu, cô ấy vẫn chưa hiểu rõ mọi việc nên quên không mang thuốc thường ngày cho cậu, hơn nữa ở khách sạn lại không quen lắm, cho nên cậu càng không ngủ được. Trên quần áo Giang tầm có mùi hoa trà lạnh lạnh rất dễ ngửi, lúc Giang tầm ngồi xuống cố vị ngồi gần liền ngửi thấy, cảm giác rất dễ chịu, cậu lấy kịch bản sáng tỏ như trăng ra. Bắt đầu đọc kịch bản của nhân vật Nam Hai Mâu Tử Hàm, nhưng mà thế nào cũng không thể đọc vào đầu được chút nào. Anh ơi, cố vị gọi Giang Tầm. Anh có thể kể cho em mấy chuyện hàng ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp các anh được không ạ? À? Em không phải fan của anh còn hứng thú với chuyện sinh hoạt thường ngày của anh làm gì? Giang Tầm cầm lấy notebook trong tay cố vị. chữ viết tay của cố vị thực sự rất đẹp, Ghi chú lại quá trình trưởng thành của nam hai mâu tử hàm trong sáng tỏ như trăng. Giang Tầm vừa thấy là biết đây là phim mới của bạn nhỏ cố. thực ra cũng khá buồn tẻ, mỗi ngày đều là huấn luyện hoặc hẹn thi đấu với đội khác, không thì sẽ livestream theo yêu cầu của câu lạc bộ, Giang Tầm nói, nhưng thực sự nó cũng rất hấp dẫn, đủ để bọn anh lựa chọn con đường esports mà dấn thân vào đó. Em cảm thấy em thiếu hiểu biết nhiều lắm, Cố Vĩ nói, tất cả những cái em biết chỉ nằm trong phạm vi kịch bản này. Nam Hai mâu tử hàm vì sao lại bỏ việc học để lựa chọn thể thao điện tử, trong kịch bản không nói nhiều lắm, chỉ nói đây là điều hắn luôn chấp nhất, lại không nói rõ nguyên nhân. Còn lại những cái khác cậu phải tự tìm hiểu, coi như là cảm nhận nhân vật. Nếu muốn diễn tốt nhân vật này, cố vị nghĩ mình phải tự thể nghiệm, đắm chìm trong thế giới của mâu tử hàm. Anh lại hiểu khá rõ, gian tầm nhìn mấy lọn tóc trên đầu cố vị, lần trước em đào quay bộ của anh chắc là vì nhân vật này đúng không? Cố vị ngượng ngùng gật đầu, anh nghĩ em nên tự đi trải nghiệm, gian tầm nói, bạn nhỏ à, em có muốn đến phòng huấn luyện của tờ mờ đúc xem thử không? Mắt cố vị sáng rực, em có thể đến đó sao? cậu không hiểu nhiều về thể thao điện tử, nhưng đối với việc được đến trải nghiệm của cuộc chiến đội tờ mờ Vê đúc tiếng tâm lừng lẫy lại vô cùng khát khao. Đương nhiên là có thể, Giang Tầm nói, vợ nhỏ của anh muốn đến tham quan, ai dám phản đối chứ, cố vị, lại tới nữa. Không sao, có thể tham quan phòng huấn luyện của tờ mờ Vê đúc, vợ nhỏ thì vợ nhỏ. Vâng, cố vị nói, nhưng có khả năng em sẽ thấy chán lắm, còn phải thức đêm cùng bọn anh nữa, Giang Tầm nói. Không đâu à, cố vị lắc đầu cậu đột nhiên rất muốn nhìn xem thế giới sinh hoạt của mem là như thế nào việc đến tham quan câu lạc bộ của tờ mờ đúc cứ thế mà được quyết định cố vị cầm kịch bản sáng tỏ như trăng thỉnh thoảng lại hỏi giang tầm vài vấn đề liên quan đến chuyên môn giang tầm cũng kiên trì giải thích từng cái cho cậu không bao lâu mí mắt cố vị bắt đầu đánh nhau kịch bản trong tay cũng đứng im không lật trang giang tầm đang giải thích một nửa nhìn thấy cố vị bắt đầu gật gù bèn rút kịch bản trong tay cậu ra mệt thì ngủ đi cố làm gì chứ cố vị tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi nhắm hai mắt lại mới vừa ngủ vài giây lại bừng tỉnh nhẹ thở hổn hển một lúc bạn nhỏ cố ngủ không đủ giấc lại không mết út gì môi mặt đều trắng bệch không có máu nào giang tầm nhìn mà đau lòng muốn ngủ tiếp không giang tầm hỏi còn lâu nữa mới đến thành phố hát cố vị gật đầu lại đây giang tầm nói như vậy sẽ thoải mái hơn một ít cố vị không cự tuyệt nghe lời hướng sang phải một chút dựa lên vai giang tầm giang tầm lại ông cậu xuống một chút đặt cậu gối lên đùi mình, dùng một tấm chăn mỏng đắp cho cậu. Mùi hoa bạch trà trên người gian tầm tự như thuốc an thần, cố vị không bị giật mình tỉnh giấc nữa, bắt đầu gối trên chân gian tầm ngủ sâu. Bạn nhỏ khi ngủ thật điềm tĩnh, cậu xoay người tìm tư thế thoải mái, lông mi đảo qua mu bàn tay gian tầm đang đặt bên cạnh. Cái chạm này làm cho gian tầm cảm thấy việc ép duyên thật ra cũng khá tốt. Bạn nhỏ ngoan như vậy, ai cũng muốn cưng chiều cậu thôi. Cùng lúc đó, màn hình di động cố vị đặt bên cạnh sáng lên, thông báo pin yếu kèm theo một chuỗi tin nhắn chưa đọc hiện lên, vừa vặn đập vào mắt gian tầm. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, vì vị, vị, cho anh xin chút thông tin nào. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, người bạn kia của em thích loại hình gì? Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, người bạn kia của em thích chơi kiểu gì? Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, người bạn kia của em, kích cỡ thế nào, lớn hay nhỏ? Giang tầm, lúc cố vị tỉnh thì vừa hay máy bay hạ cánh, cậu mơ mơ màng màng phát hiện mình còn đang gối lên đùi gian tầm. Hôm qua mất ngủ quá, hôm nay mới tranh thủ ngủ bù được một lúc, cố vị dùi dụi mắt, bên ngoài cửa sổ là thành phố hát đang tắm trong ánh mặt trời, cậu xách hành lý của mình, phát hiện gian tầm vẫn cứ luôn nhìn chầm chầm cậu, lỡ lấy mem làm gối để ngủ suốt buổi sáng nên trong lòng cố vị cũng hơi thấy có lỗi, cho nên cậu chủ động duỗi tay xoa xoa chân gian tầm, anh ơi đi nha, cố vị hỏi, anh bạn nhỏ mới tỉnh dậy, Sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, đuôi mắt còn ương ướt, Giang tầm tạm thời đem tâm tình hơi loạn của mình vứt sang một bên, vương tay đè xuống mớ tóc còn đang rối của cố vị. Sân bay có không ít fans của cố vị, từng người đều cầm lai like tiết nhím nhỏ và banner đón cậu. Lúc cố vị và Giang tầm đi ra, tuy có mang khẩu trang nhưng vẫn bị nhận ra nhất nhanh, sau đó không biết là ai đó đột nhiên hô lên. Cố vị quay về phía fans nhà mình vẫy vẫy tay, theo thói quen mà dặn các bạn ấy nhớ chú ý an toàn không có xe tới đón chúng ta sao cố vị hơi bất ngờ trợ lý mới mục duyệt có chút khẩn trương liên tục xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi trần sư phó đột nhiên có việc gấp xin tôi tạm thời vẫn chưa có xử lý kịp mục duyệt là người mới đây cũng là công việc đầu tiên cô nhận sau khi tốt nghiệp rất nhiều thứ còn chưa quen mới nhận việc đã xảy ra sai lầm như vậy làm cô sợ tới mức nói không ra lời giọng còn có chút nghẹn ngào cô từng nghe bạn bè nói rằng không ít nghệ sĩ tính tình kém Húng chi hôm nay là cô sai thật, khiến cố vị phải ở lại sân bay, cũng không có gì đâu, cố vị tháo khẩu trang, cười cười an ủi Mục Duyệt, chị không nói em không nói, công ty sẽ không biết đâu. Mục Duyệt lúc học đại học cũng nghe không ít tin hát của cố vị, cũng cho rằng cậu tính tình không tốt, ngoại trừ việc công tác bên ngoài cũng không dám nói chuyện cùng cậu, bây giờ cô mới ý thức được, ấn tượng lúc trước của mình về cậu bé này hình như đều sai cả rồi. Xung quanh còn có không ít fans, gian tầm giúp cố vị đeo lại khẩu trang. Thần tượng này khi đứng trên sân khấu thì thu hút người khác bao nhiêu, thì lúc bình thường cười lên ấm áp bấy nhiêu. Mục Duyệt được cố vị an ủi một hồi cũng bất khẩn trương hơn, bây giờ mới nhớ ra còn có cả Giang Tầm ở đây, xe của Giang Tầm hình như ở bên kia chờ lâu lắm rồi. Tầm thần, Mục Duyệt hỏi, anh có thể cho vị vị nhà chúng tôi đi nhờ một đoạn được không? Đương nhiên là được Giang Tầm xoay người hỏi cố vị, vị vị có ý kiến gì không? Cố vị đương nhiên là không có ý kiến gì, chẳng qua tuy là gian tầm bắt chước một duyệt nói nhưng đây là lần đầu cố vị nghe anh gọi mình là vị vị cậu vẫn cứ cảm thấy hai từ này từ miệng gian tầm nói ra so với người khác cảm giác không giống nhau cố vị cùng gian tầm ngồi ở ghế sau của xe suv dựa vào gần gian tầm chét điện thoại di động báo pin yếu chỉ còn mười phần trăm màn hình báo pin yếu sáng lên cố vị thấy tin nhắn trì vân khai nhắn cho mình hồi sáng vì thế cậu ngẩng đầu nhìn gian tầm một cái lại nhìn uy chát rồi lại liếc Giang Tầm một cái, xong lại cúi xuống nhìn uy chát. Muốn nói gì, Giang Tầm đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu. Cố vị nhìn nhìn tài xế ở hàng trên, lại nhìn Mục Duyệt ngồi ghế phó lái, trợ lý đang chuyên tâm lái xe, Mục Duyệt thì đeo tai nghe nghe nhạc. Cố vị cất di động, dịch sang bên cạnh Giang Tầm một tí, cố vị tiến sát đến bên tai Giang Tầm, dùng âm thanh cực nhỏ nói thầm, anh ơi, anh thích kiểu như thế nào, Giang Tầm. Cố vị cố tình đè thật thấp giọng mình, một dòng khí mềm mại cọ lên gáy anh. Nếu không phải đã nhìn thấy tin nhắn trên mấy cố vị từ trước, thì quả thực cảnh tưởng bây giờ như là anh bạn nhỏ này đang cố tình câu dẫn anh vậy. Nhưng mà, Giang Tầm nghĩ đến mấy cái tin nhắn kia, tâm tình rất là phức tạp. Cố vị thấy Giang Tầm mãi không trả lời, cậu hơi suy tư gì đó mà gật gật đầu. Xem ra mem thích nhiều kiểu, trong một lúc không thể chọn ra cái mình thích nhất rồi. Không sao, cậu có thể chờ. Thế nên cố vị lại dán ở bên tai Giang Tầm, dựa theo tin nhắn của Trì Vân Khai, tiếp tục hỏi câu khác, anh ơi, bình thường anh thích chơi kiểu gì á, gian tầm, cố vị khẽ cắn môi, nhìn nhìn di động, hít sâu một cái, lấy hết can đảm quay sang hỏi gian tầm vấn đề cuối cùng, anh ơi, kích cỡ của anh, là bao nhiêu ạ, à? câu này đại khái là những câu nói rất bình thường, bề ngoài không hề có ý gì nhưng mà người nghe nghe sẽ cảm thấy lời này toàn ý, râm, trắng trận á. Bởi vì cố vị cố tình hạ giọng nhỏ xíu, cho nên âm cuối nghe thật mềm mại, vô tình mang theo ý chọc ghẹo người ta, hơn nữa cậu còn bày vẻ mặt tò mò dựa vào vai Giang Tầm chờ anh trả lời, nhưng cậu chờ mãi mà vẫn không nghe được đáp án từ Giang Tầm, anh ơi, cố vị thúc giục một tiếng, còn tri kỷ mà bổ sung một câu, cũng không gấp lắm đâu à, anh cứ nghĩ kỹ đi rồi nhắn uy chát cho em cũng được, đáp lại cậu vẫn là một hồi im lặng như trước. Giang tầm tuy không trả lời nhưng cậu thấy bàn tay rất đẹp kia của anh hơi nâng lên. Ngay sau đó, cố vị cảm nhận mình bị gian tầm ấn ngã trên đùi anh, cậu còn chưa kịp phản ứng đã ngửi được bạch trà mát lạnh trên người gian tầm truyền đến. Sau đó, gian tầm giơ tay không nặng không nhẹ mà vỗ một cái lên mông cậu. Cố vị, lần quay phim hôm trước khi cậu bị bại lộ thân phận phan pha ke cũng không thấy gian tầm có phản ứng lớn như thế này, sao giờ lại? Mem, anh đánh em, cố vị ngẩng đầu nhìn gian tầm, không thể tin được mà chất vấn anh. Vì vợ bé nhỏ của anh lại không nghe lời rồi. Giang tầm hỏi, nghĩ xem mình sai ở đâu, cố vị cũng mơ hồ lắm, gẹo người ta còn không tự ý thức được, làm sao mà biết mình sai ở đâu? Giang Tầm thấy thế đành phải giáo huấn cậu một chút, sai chỗ nào ta? cố vị đột nhiên bừng tỉnh, kích cỡ à? cố vị hỏi, nếu kích cỡ của anh không ok lắm, anh cứ nhắn cho em cũng được mà, á? À? Giang Tầm lại vỗ cậu thêm một cái, thiếu giáo dục, cố vị. trợ lý mục duyệt của cậu đang đeo tai nghe nghe róc èn rôn, hiển nhiên không biết đằng sau xảy ra chuyện gì còn tài xế thì chuyên tâm lái xe, đối với chuyện phía sau cũng làm như mắt điếc tai ngơ, không nghĩ ra được sao, Giang Tầm hỏi, cố vị lắc đầu, nghĩ lại xem vừa nãy em hỏi anh cái gì, Giang Tầm nhắc nhở, thuận tiện bồi thêm một câu, đừng lộn xộn, cố vị, không dám động cũng không dám động, vừa rồi cậu hỏi cái gì ta, thích loại hình gì, thích chơi kiểu nào, còn có còn có, kích cỡ của Giang Tầm, trời má ơi, Giang Tầm nói làm cậu mới phát hiện ra, ba cái vấn đề kia cậu hỏi, quả thực quá vi diệu, chẳng khác nào cậu đang chủ động mời mọc gian tầm vậy. Huống chi quan hệ của hai người vốn đang được phủ một tầng đính hôn ái mùi không rõ. Giang tầm thấy cậu không nói lời nào, suy nghĩ cẩn thận chưa, cố vị kéo kéo tay áo giang tầm, hơi đỏ mặt gật đầu. Chỉ bằng mấy lời em vừa nói, giang tầm nói, anh có thể lý giải là, em đang muốn cầu anh, đè em, em, cố vị lúc này mới ý thức được vừa nãy mình vừa nói loại chuyện gì, em không, hổ lan chi từ mà. Khó trách em sẽ tức giận, em hỏi anh chuyện này để làm gì? Giang Tầm hỏi. Cái này à, Cố Vị cố lên tinh thần, à cái đó, em tìm một người chuyên nghiệp cho anh bao năm, so với em thì thoải mái hơn nhiều á. Giang Tầm, ông nói gà bà nói việc, anh đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Nếu thật sự muốn bàn chuyện cưới hỏi, idol nhỏ này của anh còn phải được dạy dỗ tử tế hơn mới được. Mấy câu này em chỉ hỏi anh thôi à? Giang Tầm hỏi. Cố Vị, đương nhiên. Giang Tầm gật đầu vẻ mặt hòa hoãn hơn một ít về sau còn đi hỏi người khác nữa sao tuyệt đối sẽ không đâu ạ à, cố vị vội lắc đầu người nghe qua mấy lời này của cậu trước mắt chỉ có một mình gian tầm thôi cố vị cũng không biết vì sao mà từ sau cái cuộc điện thoại đến hôn đêm khuya kia cứ chuyện nào liên quan gian tầm là cứ loạn hết cả lên làm cậu chả biết phải làm sao cố vị vị cả ngày em cứ nghĩ gì trong đầu thế gian tầm bất đắc dĩ nâng cố vị dậy em rốt cục muốn cho anh bao nhiêu kinh hỉ đây cố vị chẳng lẽ lúc trước anh nói muốn bao năm, là bao em sao? Ok gà vịt cuối cùng cũng bắt được sống của nhau rồi. Giang tầm xoa xoa ấn đường, cố vị vị, rõ ràng là trong lòng em muốn trốn tránh anh, cho nên mới có thể xuyên tạc lên cái trình độ thế này. Cố vị nghĩ nghĩ, chuyện từ đã lên đến miệng rồi nhưng vẫn kìm không nói ra. Giang tầm nói cậu đang trốn tránh, cậu thật sự là đang trốn tránh sao? Chuyện đính hôn kia, bây giờ cậu cũng không còn kháng cự như ban đầu nữa. Còn Giang tầm có nghĩ giống cậu không? Tự em chọc người khác thì tự em nghĩ cách giải quyết đi, Giang tầm nói, trở về nghĩ lại đi, xe dừng ở dưới công ty cố vị, anh ơi, em bảo đảm lần sau sẽ không gây chuyện, cố vị thay đổi chiến lược cậu hay dùng, em cứ việc gây chuyện, Giang tầm không bao giờ tin cái câu này của cậu, đem cậu ấn lên ghế, cúi đầu ghé vào tai cậu hung hăng nói, dù sao, chỗ đó của em xúc cảm khá tốt, anh còn gấp không chờ nổi em gây chuyện lần nữa đâu, anh, cố vị gần như là đẩy cửa xe chạy trối chết. Giang tầm, anh là đồ đại lưu manh suv nghênh ngang mà đi mục duyệt tháo tai nghe làm sao vậy vị vị gian tầm vậy mà cho chúng ta đi nhờ về tận đây cũng là người tốt ha cố vị ra khỏi xe gió thu thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều vừa rồi mình còn mắng anh ấy là lưu manh đúng là cậu không phải phép rồi hơn nữa lần này đúng là do cậu sai trước gian tầm sẽ giận sao lúc ghi hình vẫn luôn chăm sóc cậu trên máy bay còn làm gối cho cậu ngủ cả buổi sáng gian tầm như vậy sẽ giận cậu thật sao hắn lại mở khung chat với trì vân khai yêu tôi thì cho tôi thu tiền bánh trung thu em chọc người ta giận rồi phải làm sao bây giờ thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính người quan trọng à quan trọng thì cứ dỗ dành người ta đi quan trọng nhỉ cố vị nghĩ thầm yêu tôi thì cho tôi thu tiền dỗ thế nào ạ à? thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính đơn giản thôi tìm ngày sinh nhật hay ngày lễ nào đó tặng quà cho người ta nói thêm vài lời hay ý đẹp là được Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, em hiểu rồi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, hàm hàm đỏ mặt, dịp gờ. Cố vị mở Weibo Bộ Giang tầm ra, mở thông tin xem, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nắm chắc thắng lợi. Hay quá, sinh nhật mem vừa hay vào tuần tới. Cố vị vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của người đại diện. Tuần này chị không xếp lịch trình mới cho em, ngoại trừ một đại ngôn, một buổi chụp ảnh bìa, những cái khác đều tạm gác lại. Em cứ ở nhà đọc kịch bản cho tốt đi, chuẩn bị cho tuần tới vào đoàn phim vâng em biết rồi ạ à. cố vị nghe xong cắm sạc điện thoại tiện tay mở Weibo xem mấy hôm trước cậu nháo ra chuyện lớn như vậy quả nhiên Weibo cậu đang bị cư dân mạng oanh tạc điên cuồng hôm nay đã học từ vựng chưa cố vị đâu rồi gặp chuyện là mất tích còn không chịu phản hồi gì hết trà ướp hoa bê tơ cơ hờ việc thường ngày của cố vị chính là tự mình cọ nhiệt cho mình biển là nước mắt của cá mọi người tìm hiểu kịch bản sáng tỏ như trăng chưa đừng vội mắng em ấy chỉ muốn tìm cảm giác của nhân vật nên mới xem ồi bò của Giang Tầm, cậu ấy nghiêm túc làm việc thì có gì sai chứ, mọi người nên giữ miệng mình cho sạch sẽ đi, người dùng, cố vị là người tâm cơ, ok. Tẩy cái gì mà tẩy, chẳng phải muốn cọ tí nhiệt cho phim mới sao, còn dám cọ lên đầu Giang Tầm nữa, dù che mưa của nhím nhỏ, lầu trên ăn nói cẩn thận nhé, nhìn tài khoản là biết A chuyên đi hát, hát cố vị từ hai ngày trước vẫn chưa chán à, thấy vui lắm sao cố vị clip mở Weibo đoàn phim, quả nhiên cùng ngày cậu tham gia game show thì đoàn phim sáng tỏ như trăng đã bắt đầu truyền bá. Hà Trừng tuyên hội đồng Lisa T, ác cố vị trữ diêu, đầu thu sẽ ra mắt, minh minh như nguyệt, sáng tỏ như trăng là đại ít chuyển thể, vừa quảng bá xong bốn diễn viên chính đã liên tục bị cư dân mạng vây hãm. Anti fan cố vị được nước đem toàn bộ bất mãn trút lên đầu vai diễn mới của cậu, nhân viên vĩnh viễn 18 tuổi, trời ạ à, đoàn phim điên rồi sao? tìm một lưu lượng mới nổi bằng scan đang diễn mâu tử hàm đạo diễn rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy cần lưu lượng không cần chất lượng sao oa wow, oa, wow, hôm nay đã học bài chưa lo sợ các thứ chị em nên thấy thỏa mãn đi tôi nghe nói lúc trước cậu ta còn diễn năm một cơ bây giờ dù sao vị trí năm một cũng được bảo vệ rồi thật đau lòng cho mâu mâu của chúng ta mỗi người hãy viết một huyết thư cầu xin đổi vai người dùng chín bảy tám sáu năm sáu năm cậu lưu lượng này căn bản là không muốn diễn hẳn hoi đâu vào đoàn chỉ muốn sao nhiệt độ thôi. Mọi người xem cậu ta vì muốn tẩy trắng còn cọ sang cả ôi của Giang Tầm kìa, nghĩ tờ mờ vê đúc tầm thần sẽ để ý cậu ta sao? Ha ha, chô cô lết bông lan trứng muối, lầu trên nói có lý đấy. Phan Nguyên tác cầu xin cố vị buông tha mâu tử hàm đi, bông tuyết, một, cầu xin cố vị buông tha mâu tử hàm, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Bình luận của mấy người có ý gì vậy? phim còn chưa khai máy đã bị mấy người xé xác tan tành rồi đó. Có lon đến dẫn dắt bình luận theo tiết tấu, trợ lý Mục Duyệt dừng bên cạnh cố vị nói. Em biết mà, cố vị cười cười, bọn họ mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ online để hát em. Mục Duyệt bị cách nói của cậu chọc cười. Giang tầm không về nhà mà trực tiếp tới câu lạc bộ, anh vừa mới đến phòng huấn luyện liền thấy vị trí ngồi của mình. Đồng đội thấy anh thì bất đắc dĩ nhún vai, Giang ảnh ngồi ở vị trí của anh xoay người lại, tay cầm di động lắc lắc trên màn hình là giao diện cái app mà trước kia anh từng thấy. Hôm nay không đi làm à, Giang tầm thấy cậu thì hơi bất ngờ. Anh ơi, Giang ảnh đối mặt với anh, vừa nãy đối thủ của em pho lao anh. Giang tầm dừng chân, trước ánh mắt mong chờ của Giang ảnh lấy di động, click mở giao diện Weibo của mình. blog cậu ta đi, Giang ảnh xoa xoa tay nhìn anh, anh là anh trai em mà, không thể phí công vô ích được, cậu phải chạy từ đoạn phim tới đây đó sau đó cậu thấy anh trai ruột của mình mở danh sách follow tìm được tên tê ác cố vị, rồi dùng tốc độ cậu không thể theo dõi làm mấy cú click liên hoàn. điện thoại gian ảnh rung lên điên cuồng báo tin đến. super phần tiểu bảo bối của cậu tê ác cố vị follow tvm duxun. super phần tiểu bảo bối của cậu tê ác cố vị weibo bộ được tét. super phần tiểu bảo bối của cậu tê ác cố vị được TV duxun follow. giang ảnh sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi tiểu bảo bối của em, Phi Phi, ý em là đối thủ của em, em có tới 5 giây dữ liệu lịch sử đen của cậu ra, anh có muốn xem để tẩy não không, vậy gửi anh đi, Giang tầm nói, Giang ảnh như lại thấy được hy vọng, vui vẻ dâng lên 5 giây kho báu mà mình cất giữ bấy lâu nay, à đúng rồi, anh quan tâm đối thủ của em làm gì, Giang ảnh nói, lần trước mẹ bảo có tìm đối tượng đính hôn cho anh, anh lo mà bồi dưỡng tình cảm với người ta đi. Cả ngày cứ quan tâm đến đối thủ của em làm gì. Giang ảnh quan tâm chuyện chung thân đại sự của anh trai mình, còn để lại kho báu mình đã trân quý nhiều năm cho anh, sau đó vội vàng trở về đoàn phim. Tiểu thiếu gia tính tình nóng nảy nhà anh đi rồi à, đồng đội West của Giang tầm nhô đầu ra hỏi, sáng sớm đã tới rồi, còn bảo phải tìm một chỗ cho vị hôn thê của anh, nhất định phải chờ anh trở về, Giang tầm, trở về hết rồi à, Giang tầm hỏi, SK và Hùng tử chiều mới đến, có thể tiếp tục huấn luyện, bên huấn luyện trẻ thì hai ngày nay đều nghĩ chưa ai đến đâu. Wes nói, nè đội trưởng, nghe em trai anh nói nhà anh tìm vợ cho anh hả, Giang tầm gật đầu, không tội nha, Wes hứng thú, đẹp không, khi nào thì mang tới đây cho mọi người gặp mặt, cuối tuần này, Giang tầm nói, đẹp, ây gù, được anh khen đẹp, không tội nha, Wes càng tò mò, Giang đại thiếu da mắt cao hơn đầu, câu lạc bộ hợp tác với nhiều idol giá trị nhan sắc cao như thế anh còn không thèm để vào mắt, tính tình thế nào, có được không, Wes lãi nhãi, đừng có tốt quá không lại bị đội trưởng anh bắt nạt, Giang tầm xua xua tay, khi nào gặp thì biết, tính tình cũng khá tốt nhưng cũng lợi hại lắm, Giang tầm đã lĩnh giáo qua quá nhiều lần rồi, anh khởi động máy tính, update lịch luyện tập cuối tuần của tờ MVDUP, sau đó mở file quý giá mà Giang ảnh chuyển qua cho anh, bạn nhỏ cố ngoan ngoãn nhưng lại rất hay trêu nghẹo người ta, thật thú vị, Giang ảnh ở mấy chuyện soi người ta vô cùng kính nghiệp, bao nhiêu tài liệu từ khi cố vị đờ bút đến bây giờ. Từ lớn đến nhỏ từ A đến Z đều được thu thập đầy Trình độ kính nghiệt quả thực khiến người ta phải hoang mang Giang tầm mới vừa mở file ra Ở một cuối cùng là Cố vị đêm khuya đào mộ like một 10 năm trước của tầm thần Đằng trước chính là đoạn video khi Cố vị mới đơ bút mà lần trước cậu gửi cho anh Giang tầm lắc đầu Theo trình tự thời gian trên đó mở từng folder một Cố vị và Giang ảnh có thể xem như hai minh tinh nổi tiếng bằng tai tiếng, hát hồng gian ảnh bị hắt chủ yếu là do cậu nóng tính đi khắp nơi gây chuyện với người ta. Gian tầm còn nhớ rõ từng có vị nữ minh tinh nào đó tạo scandal ảnh nóng muốn cọ nhiệt gian ảnh, thế là cậu liền công khai chỉ đích danh cô ta, đồng thời dùng 20 cái ác lon oanh tạc cô ta không chút lưu tình, một trận thành danh, cho nên mới nói gian ảnh hát hồng cũng không có gì là lạ. Cố vị vì sao lại bị gán mắt hát hồng, gian tầm rất muốn biết. Gian tầm và cố vị pho lao lẫn nhau khiến cho ui dậy sống, bên dưới ui bộ cố vị, tổ khống bình cũng bắt đầu hành động, chữ ngược lại anti fans và máy lon ném đá dấu tay. Bước bê cầu nắng của nhím nhỏ người dùng 9786565, tiếp tục đê, gáy tiếp đê, sao không gáy nữa à, tầm thần pho lao lại vị vị rồi đó, xàm đủ chưa, tôi cũng không mong đợi gì mấy người xin lỗi vị vị đâu, mau dọn dẹp rồi biến đi, tiễn vong, bao tay sưởi ấm của nhím nhỏ, cố vị cục cưng chị yêu em nhất, thật mong chờ game show lên sóng, em hãy đi trên con đường đầy hoa nha tình yêu, ngôi sao đẹp nhất trong bầu trời đêm, biến cả đi, đừng có ở đây bôi đen nữa, cố vị và gian tầm cùng nhau ghi hình game show, quan hệ hai người họ thế nào không phiền mấy người lắm miệng, hậu viện hội không bình kịp thời mà trật tự chuyên nghiệp, hơn nữa gian tầm cũng pho lao lại cố vị rồi, mấy người phan nguyên tác cũng tan bớt, chẳng qua có không ít người cảm thấy đây là nhờ đoàn đội marketing của cố vị, bạn búp bê cầu nắng kia cũng thật lợi hại ha. Mục Duyệt cầm di động hơi kinh ngạc nói nhóm các nhím nhỏ đều rất lợi hại, cố vị nói, cậu nói vậy, thuận tay click vào Weibo của búp bê cầu nắng kia, Weibo ký tên là búp bê cầu nắng đang nỗ lực làm việc, siêu thoại đang follow lao là, nại nhân tầm vị, siêu thoại CP của Giang Tầm và cố vị nha quý vị, mục duyệt, cố vị, đây là cái gì vậy? Cố vị mang theo vẻ mặt bảy phần kinh ngạc ba phần tò mò click vào cái siêu thoại nại nhân tầm vị kia, sau đó cậu đã được khai sáng một thế giới mới. Cố vị hai vai chính của siêu thoại thế mà lại là cậu và men hóa ra nó chỉ cái này sao nại nhân tầm vị cái tên này quả thực là ý vị đủ sâu xa cậu và giang tầm mới chỉ đứng chung khung hình có vài lần đã có fan cp sao sự thật trước mắt đã chứng minh không chỉ có fan cp mà còn có cực cực kỳ nhiều fan cp ở đây tụ thành một nhóm lớn thế này trong mắt fan cp lần cậu và giang tầm gặp nhau ở bắc âu là tương ngộ đó là duyên phận sắp đặt là khi cậu thu dù sai cách làm lay động lòng người cậu nửa đêm lai pồ của anh đó là hành động khiến người nhớ mãi không quên cậu và giang tầm cùng nhau xuất hiện ở sân bay đó gọi là đầu mày cúi mắt đầu mày cúi mắt đưa mắt nhìn nhau một cách tình tứ ngầm thể hiện tình cảm quyến luyến với nhau ở siêu thoại này tất cả mọi người đều cảm thấy cậu và giang tầm đã có với nhau một đoạn tình cảm gắn bó keo sơn liên kết chặt chẽ với nhau nói dễ hiểu hơn là cậu và giang tầm đã yêu nhau cùng về chung một nhà rồi thời gian siêu thoại thành lập tuy chưa lâu nhưng số fan thu được lại không ít, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ kia là quản trị viên, nhìn số lượng thành viên và các bài thảo luận trên siêu thoại, cố vị nhấn vào một video đã được cắt nối biên tập lại, xem xong cậu cảm giác chính mình đây còn thấy đây nhất định là sự thật, cậu giống như đã chứng kiến quá trình một siêu thoại CP ra đời vậy, nơi này cái gì cũng có, từ nhà văn, hòa sĩ đầy đủ tài hoa, còn có người dục các thái thái, mau ra bài, thái thái, ở đây chỉ các đại thần trong giới hòa sĩ là người sáng tạo các tác phẩm siêu chất lượng, ngoài ra thái thái còn có nghĩa là phu nhân, vợ. Cố vị nghĩ nghĩ, cố gắng kiềm chế tay mình để không nhấn vào chữ cậu lương, đang on top kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu bây giờ là phải đem dấu cái siêu thoại này đi, không thể để cho mem họ giang kia biết được. Quản trị viên của siêu thoại vừa mới úp một quây bồ, đại khái là luật lệ trong nhà, yêu cầu mọi người nên bình tĩnh, ở đây tự quẩy với nhau chứ không nên quấy rầy chính chủ, ý chỉ hai người cố vị và gian tầm cố vị clip mở bình luận, thấy không ít người qua đường đến đây để khịa. Người qua đường một, tự quẩy hả, để xem mấy người nhất thời hứng khởi thì vui được bao lâu, hai người này vốn không chung đường, sớm tan đi thì hơn. Người qua đường hai, ê siêu thoại này không được rồi, cậu lương quá ít, cắn không đủ dính răng. Người qua đường ba, có thể đừng kéo gian tầm vào được không, giới thể thao điện tử chúng tôi không muốn có quan hệ với cái giới giải trí hắc hắc hồng hồng này đâu, sao mà cứ kéo mãi không chịu dứt thế. Người qua đường 4, Phan CP dùng não đi có được không, cố vị và gian tầm là không có khả năng, ở cứ cho ban đầu có chút mập mờ, game show cũng tranh thủ xào CP, nhưng mà mấy người quên rồi à, em trai gian tầm là gian ảnh, là đối thủ một mất một còn, như nước với lửa với cố vị đó. Tóm lại siêu thoại vừa mới ra đời đã phải trải qua một hồi sóng gió gia tộc, chỉ cần nhân vật chính hơi sâu ra một tí hiên nào đó, lập tức nó sẽ được nhân rộng phát triển nhanh chóng và trở thành một thế lực khổng lồ. Cố vị suy nghĩ như vậy, cho nên tạm thời ném chuyện siêu thoại này ra sau đầu. Cậu mở Weibo của mình ra, bắt đầu công việc hàng ngày của cậu, đăng bài tương tác cùng đoàn phim sáng tỏ như trăng Official Weibo. T. Ác cố vị, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi là Mâu Tử Hàm. Phim truyền hình sáng tỏ như trăng, kết thúc công việc, cố vị chuẩn bị lên xe về ký túc xá công ty, cậu ngồi ở ghế sau chét uy chát, đứng đầu là cái avatar Pikachu kia, tin nhắn đến từ nửa giờ trước mười vạn vôn còn đau không yêu tôi thì cho tôi thu tiền cây ngay không sợ chết đứng về chấm dịp yêu tôi thì cho tôi thu tiền đau cái gì ạ à? cố vị gửi xong tin nhắn mới ý thức được gian tầm hỏi cái gì thế nên trước mắt cậu lại hiện ra hình ảnh cậu bị gian tầm ấn trên đùi giáo huấn lúc trưa nay cố vị gian tầm vốn dĩ cũng không dùng sức cho nên không đau lắm nhưng mà bây giờ nghĩ lại cố vị đột nhiên thấy nơi bị giáo huấn hơi có chút cảm giác vi diệu yêu tôi thì cho tôi thu tiền không đau ngay lập tức giang tầm nhắn lại mười vạn vôn thật không mười vạn vôn tiếc quá yêu tôi thì cho tôi thu tiền anh tiếc cái gì yêu tôi thì cho tôi thu tiền hoảng sợ dịp gờ mười vạn vôn tà anh đang nghĩ nếu em nói đâu anh sẽ tìm cơ hội xoa xoa cho em cố vị rung tay di động liền rơi xuống đất vẫn đang xem siêu thoại kia à mục duyệt ngồi phía trước thuận miệng hỏi thú vị như vậy sao không à cố vị lắc đầu nhặt lại di động em nói vài câu đã dở thói lưu manh cố vị quyết định phải chuyển đề tài yêu tôi thì cho tôi thu tiền anh ơi mười vạn vôn anh không nghe thấy cố vị thế nên cậu đành ấn giao diện góc trái điện thoại đè thấp âm lượng gửi cho giang tầm một tin nhắn âm thanh gọi anh ơi mười vạn vôn nghe được rồi nói đi em lại đang tính toán chuyện gì hả mười vạn vôn sờ đầu dịp gờ yêu tôi thì cho tôi thu tiền anh có thiếu cái gì không sinh nhật giang tầm vào tuần sau nếu muốn tặng quà sinh nhật cho anh, cố vị nghĩ mình sẽ tặng cái gì đó anh ấy thích, hoặc xem anh ấy thiếu cái gì, thì mình mua tặng ảnh cái đó là được. Nhưng mà nhìn bối cảnh gia đình và địa vị trong giới esports của anh, cố vị thật sự nghĩ không ra anh sẽ thiếu cái gì. Mười vạn vôn, thiếu cái gì sao? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, vâng, anh à, anh thì nhìn xung quanh anh xem, có cái gì là anh chưa có không? Mười vạn vôn, có đấy, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, hàm hàm đỏ mặt, dịp gờ. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, là cái gì thế ạ? À? 10 vạn vôn, một vị hôn thê. Cố vị, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thế mà cậu còn đi hỏi xem anh thiếu gì, bây giờ cậu tuyên bố, đại lưu manh đã mất đi cơ hội lựa chọn. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, coi như em chưa hỏi gì nha. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, tạm biệt. Cố vị mở uy chát của Giang tầm ra, sửa lại biệt danh cho anh, coi như là để nhắc nhở bản thân. Người lớn xấu xa, bạn nhỏ cố sao em lại hỏi cái này? Người lớn xấu xa, đâu rồi? Cố vị nhìn nickname mới vừa lòng vô cùng, cậu mở app mua sắm, bắt đầu nghiêm túc chọn quà sinh nhật cho Giang Tầm. Giang Tầm đặt điện thoại xuống, đóng phô lơ trên bàn lại, mấy tin hát mà Giang ảnh chuyển cho anh anh đều đã xem qua một lần. Đám người trên mạng kia vì sao cứ canh me nhìn chầm chầm cố vị, cuối cùng Giang Tầm cũng hiểu đại khái. Đại bộ phận tin bôi đen đều là ác cao marketing của người khác lên, nhưng trong đó có mấy tin gian tầm tương đối để ý, cũng là mấy tin bị ăn gạch nhiều nhất, chỉ trích từ cộng đồng mạng đa số cũng từ đây mà ra. Trong một lần cố vị nhận phỏng vấn, cậu có nhận được câu hỏi là không thích loài động vật nào, trên video có thể thấy cố vị do dự một chút, sau đó mới trả lời là không thích chó, nhưng ngay lập tức anti tìm thấy một video khác, trong đó có một phân cảnh cố vị ngồi cạnh một cây cầu nhỏ ở nông thôn, rất thuận tay vuốt lông một con cúng ở đó, vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên. Vì thế sau đoạn phỏng vấn này, Antifan tố cố vị bán thảm, xây dựng hình tượng vô dụng, cái kiểu hình tượng này cũng chỉ có cố vị mới dám xây. Cái này rõ ràng là ngôn luận bôi đen, trong lúc phỏng vấn sự hoảng loạn trong mắt cố vị không phải là giả, Giang tầm cảm thấy bên trong nhất định là có nguyên nhân khác. Cái thứ hai là tin khá bạo, là hostess cách đây không lâu, trong một game show thực tế khi nhận nhiệm vụ theo thù từ một bà lão, cố vị liền bỏ nó xuống bàn chạy ra ngoài nhóm anti fan các đoạn này ra ném đá cố vị mấy ngày mấy đêm không ngừng cuối cùng cái gian tầm để ý nhất là một cái hot sức từ khoảng hơn một năm trước cố vị sao chép vũ đạo việc này còn nhắc đến một minh tinh khác tên là tưởng ân nguyên lớn hơn cố vị hai tuổi nhưng đờ bút cùng thời với cố vị bây giờ cũng đang hot đã rời nhóm tách ra solo đồng thời đổi sang một công ty khác tiếp tục phát triển hot sức này nổ ra khi cố vị nhảy một đoạn nhảy So sánh với màn trình diễn của Tưởng Ân Nguyên vào hai tháng trước lại cực kỳ giống nhau. Lúc đó Tưởng Ân Nguyên đã rời công ty cũ và gia nhập công ty mới. Khi ấy Tưởng Ân Nguyên không hề bày tỏ động thái nào trên Weibo, nhưng mấy ác cao marketing lại im lặng lai like bài đăng nghi ngờ cố vị sao chép vũ đạo. Thế là fans hai người kéo vào xé nhau đến che trời lấp đất. Cố vị bị fans của Tưởng Ân Nguyên và người qua đường chửi mắng một hồi, mãi khi phong ba đã ổn lại, mọi chuyện trở về như ban đầu thì tưởng ân nguyên đột nhiên úp quầy bộ tét thẳng tên cố vị, nói không so đo chuyện này, ngược lại cố vị lại không đưa ra bất cứ phản hồi gì về việc này. Không lâu sau đó, tưởng ân nguyên kia còn nhiều lần công khai thể hiện thái độ thân thiết với cố vị, nhưng cố vị lại dường như không để ý cậu ta. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra từ sau chuyện này, cố vị mới bị đeo danh thần tượng hắc hồng, gian tầm dừng lại trước ảnh chụp trong đống phô lơ gian ảnh gửi. Trên ảnh là hậu trường một tiết mục, tưởng ân nguyên hình như là muốn tìm cố vị nói chuyện, nhưng cố vị khi đó lại thờ ơ, trong mắt hoàn toàn là lãnh đạm không muốn tiếp chuyện. Bạn nhỏ cố tính tình tốt như vậy mà cũng có những lúc cuộc cường cứng rắn như thế này. Giang tầm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Giang ảnh. Mười vạn vôn, đối thủ của mày, lần trước bị nói là sao chép vũ đạo, chuyện này mày biết không? Cô càng to, á á, cái này cái này, em nhớ rồi, ui dưa này đừng ăn, dưa thúi đó anh nghe đối thủ em hát một lúc đi cho đầu óc tỉnh táo chút gian tầm mười vạn vôn dưa này rốt cuộc là sao cô càng to em cảm thấy mấy chuyện mà trên mạng viết ra căn bản không đơn giản như vậy tưởng ân nguyên này cực kỳ có vấn đề nhân phẩm xấu xí nhân cách vặn vẹo mười vạn vôn mười vạn vôn cụ thể thế nào để nói cho rõ ràng cụ thể gian ảnh bèn gửi tin nhắn voi sờ cho gian tầm cô càng to lúc trước anh ta và cố vị đều là thực tập sinh của tuyết khinh entertainment sau đó hắn rời công ty chuyển đến công ty khác công ty này và truyền thông đậu gia đậu gia media hợp tác với nhau cũng chính là khoảng thời gian ấy tin cố vị sao chép vũ đạo bị tung ra nói thật tuy rằng em luôn coi cố vị là đối thủ nhưng nhân phẩm cậu ta không hề có vấn đề gì mà có thể làm đối thủ của em nhân phẩm cũng phải không có vấn đề gì chuyện sao chép vũ đạo này em cảm thấy cũng không đơn giản như trên mạng nói fans có thể không nhìn ra nhưng tụi em có thể nhìn ra một chút Vũ đạo của cố vị là bản lĩnh thật của cậu ta, nghe nói là đã luyện tập từ nhỏ rồi, còn cái tên tưởng ân nguyên kia, khoa chân múa tay như cương thi tập múa, ai giỏi ai không nhìn cái là biết. Cho nên chuyện này em chỉ có thể nói, đoạn vũ đạo là do tưởng ân nguyên cố tình sâu ra trước mặt cho công chúng thấy, và chuyện tưởng ân nguyên biểu diễn trước là thật, còn lại khó nói. Mười vạn vôn, sao cái gì mày cũng biết hết vậy, cu càng to, em có hai mươi giây dữ liệu hát tưởng ân nguyên toàn là thông tin mật có một không hai, anh muốn xem không? Mười vạn vôn, sao lúc trước mày không đi làm paparazzi luôn đi? Giang tầm thở dài, Giang tranh đường đường là một ảnh đế ưu tú, thế mà sinh ra hai đứa con, đứa sau lại càng không đáng tin cậy so với đứa trước. Mười vạn vôn, thế chuyện này về sau giải quyết như thế nào? Cô càng to, lúc ấy em cũng đang dính một vụ, em dùng hai mươi cái ác lon chửi cho nữ tinh minh dám bị chuyện xào CP với em một trận, sau đó fans hai bên chửi nhau chữ lên tận hót sức một đám người đuổi theo mắng em không nói lý không chịu buông tha người ta cuối cùng thì hót sức đó của em bị đẩy lên đạp cái hót xớt đạo nhái kia của cố vị xuống cô càng to nói tóm lại cố vị xứng đáng là một đối thủ tốt cậu ta cùng em tranh đoạt tài nguyên đại ngôn nhưng em không nghĩ tới ngay cả mấy chuyện hắc hồng này này cậu ta cũng cùng em tranh đoạt cô càng to mà thôi đừng ăn dưa của đối thủ em nữa đi ăn đối tượng đính hôn của anh đi ha ha cô càng to À đối tượng đính hôn của anh có đẹp không, nào rảnh cho em xem mặt đê. Mười vạn vôn, mười vạn vôn, chuyên tâm đóng phim đi. Cố vị nằm trên sofa ở ký túc xá lướt điện thoại cả đêm mà vẫn chưa chọn được món quà nào thích hợp với gian tầm. Đang rối rắm gì thế, phó chỉ đi ngang qua hỏi, cái gối ông bị em kéo rụng lông đầy đất rồi. Em chọn quà tặng người ta, cố vị khai đúng sự thật, phó chỉ hiểu rõ, là người bạn mà lần trước em muốn tìm việc cho sao, cố vị, vâng ạ. À sao về sau lại không tìm tiếp, lạc thần hiên theo thói quen ra ngoài lấy nước sôi. Lúc qua phòng khách nghe thấy hai người nói chuyện cũng rất nhanh nhảu tự nhiên mà bắt kịp đề tài. Sau đó, hình như anh ấy không vui lắm, cố vị lại nghĩ đến cảnh tượng ngày đó bị giang tạm ấn ở trên đùi đét mông, thế là không kìm được mà đỏ mặt. Vì vị à, lạc thần hiên dở khóc dở cười nhìn em út nhà mình, giờ tự em nghĩ xem, nếu đổi lại là em, nếu người kia tặng em cái đó thì em sẽ vui sao? Đổi lại, cố vị ngẩn ra, nếu đổi lại, gian tầm kiếm người bao năm cho cậu, cố vị, chỉ tưởng tượng vậy thôi mà cậu còn cảm thấy có chút mất mát, còn hơi giận một chút, thật giống như gian tầm muốn tìm cớ tống cổ cậu đi để không bị cậu làm phiền nữa vậy. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm chuyện gian tầm sẽ để ý đến cậu không chứ? Vì sao cậu lại có cảm giác như vậy chứ? Suy nghĩ cẩn thận chưa? Hai người bên cạnh dở khóc dở cười, cái mạch não của em, đúng là độc nhất vô nhị mà, là thần hiên, đang muốn chọn quà để xin lỗi người ta sao? Cố vị gật đầu, là thần hiên kiến nghị, vậy em hỏi thử người quen của người đó xem, như vậy khả năng cao sẽ hỏi được thông tin có ích đấy. Trong đầu cố vị soát lại một lượt những người thân thiết của Giang Tầm, cuối cùng hiện ra hình ảnh một người. Được rồi, chọn cậu ta đi. Trong cao ốc Tân Giang Studio, cố vị nhìn máy quay nói ra câu thoại cuối cùng, hoàn thành buổi quay chụp cho đại ngôn này. Cố vị vất vả rồi, người bên phía đại ngôn đưa cho cố vị hai hộp chocolate, cũng chính là loại mà cậu làm đại ngôn cảm ơn, cố vị lễ phép cảm ơn người bên tổ công tác, vì vị, em ở phòng này nghỉ ngơi đi, chị đi bàn lại chuyện hợp đồng với chị Triệu một lát, Mục Duyệt nói, vâng, vậy em ở đây chờ chị, ở phòng nghỉ một mình hơi buồn chán, cố vị bèn dựa vào rìa lan can chờ Mục Duyệt về, đánh rỗi, cố vị lại nghĩ đến chuyện tặng quà, cậu mở ô chát với người lớn xấu xa ra, định gõ chữ, xong lại nhớ lời gian tầm nói lúc trước. Thế là sửa thành tin nhắn giọng nói, gọi đối phương một tiếng anh ơi yêu tôi thì cho tôi thu tiền chào buổi chiều anh anh huấn luyện vất vả rồi ạ à. yêu tôi thì cho tôi thu tiền chăm trà dịp gờ người lớn xấu xa sao hôm nay lại ngoan ngoãn hiểu chuyện bất ngờ vậy nhìn cái nickname cậu mới đổi cho gian tầm cố vị tạm thời còn chưa quen hẳn cho nên chứ nhìn chầm chầm màn hình di động cười khúc khích yêu tôi thì cho tôi thu tiền anh ơi anh nghĩ kỹ đi anh còn thiếu gì không yêu tôi thì cho tôi thu tiền không được nói thiếu một vị hôn thê người lớn xấu xa thiếu một người vợ nhỏ ở trên giường gọi anh là chồng ơi, người lớn xấu xa, gọi anh nghe một tiếng nha, cố vị, ê cậu nhìn chầm chầm lan can cười cái gì thế, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ sau lưng cậu, cố vị hết hồn, theo bản năng che giao diện uy chát lại, phía sau cậu thế mà lại đối thủ lâu ngày không gặp, sao cậu lại ở đây, cố vị hỏi, ghi hình sâu, gian ảnh buông tay, loại sâu này cậu không với tới được đâu. Giang ảnh đảo mắt qua màn hình điện thoại cố vị, Tuy không thấy được chân dung người nói chuyện cùng cố vị nhưng lại thấy được tên của người nọ, người lớn xấu xa. Cùng với một phần nội dung trò chuyện mà rõ ràng cái loại nội dung mà thiếu nhi không được nghe. Giang ảnh nhìn xong ánh mắt cũng trở nên vi diệu. Đối thủ tuổi không lớn lắm, so ra còn nhỏ hơn cậu một tuổi, có vẻ người đang nói chuyện với cậu ta tuổi tác rất lớn đi. Chật, giang ảnh vỗ đối thủ mình một cái, sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Á à chờ đã, cố vị kéo mũ áo hoodie lôi giang ảnh lại. Giang ảnh chuẩn bị chuồng nhưng không thành, lại còn suýt nữa bị đối thủ của mình kẹp cổ chết. Cậu ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đó, Giang ảnh một bên kéo lại dây áo, một bên liên tục ho khan. đôi ta gần đây rất hòa hợp, chưa cấu xé gì nhau nha, chẳng lẽ là báo ứng vì chia sẻ tin xấu của đối thủ. Thật xin lỗi thật xin lỗi, cố vị vội xin lỗi, chạy lên phía trước Giang ảnh nhanh chóng hỏi vấn đề mà cậu đã chuẩn bị rất lâu, anh cậu, Giang tầm, anh ấy có thiếu gì không, hoặc là có nói là muốn thứ gì không? Giang ảnh dừng chân, cậu quan tâm anh tôi làm gì, Giang ảnh lầm bầm, kỳ quái, dù sao gần đây anh tôi cũng, anh cậu làm sao, cố vị hơi khẩn trương hỏi tiếp, anh tôi không có gì, Giang ảnh suýt chút nữa thì lôi chuyện xấu anh mình ra nói, tôi không biết, mấy thứ gì đó cũng chưa từng hỏi, không biết gì hết, cố vị, vậy anh ấy có thiếu gì không, cố vị tiếp tục bám lấy không tha, anh tôi, Giang ảnh nghiêm túc nghĩ nghĩ, có vẻ là không thiếu thứ gì, anh ấy đối với điều mình muốn vẫn luôn rõ ràng, anh biết biết mình muốn gì, cũng biết làm thế nào để đạt được nó, nếu có nói là thiếu, thì trước đây chắc là thiếu tình yêu, nhưng giờ hình như cũng đã tìm được rồi. Giang ảnh cười sâu xa nói, đàn ông cả mà, cậu hiểu rồi đấy, cố vị không hiểu, cậu hoàn toàn không nghe được một chữ tin tức nào có ích từ lời Giang ảnh, chuyện quà sinh nhật thôi thì để cậu tự quyết định vậy. Cái này cho cậu, trong tay cố vị vốn có hai hộp chocolate, giờ cậu đưa Giang ảnh một túi, hối lộ đối thủ, Giang ảnh nhận chocolate. Muốn để tôi béo phì, sau đó đoạt tài nguyên của tôi chứ gì, không phải cho cậu, cậu đưa cho Giang Tầm giúp tôi đi, Cố vị nói. Tôi không đưa, Giang Ảnh quẳng hộp chocolate đi. Chạng vạng, tại phòng huấn luyện của tờ Đức, Giang Ảnh đi đến chỗ của Giang Tầm, lấy từ trong túi ra một hộp chocolate ném lên bàn Giang Tầm. Mày ăn đồ ngọt cơ à, Giang Tầm hỏi. Hôm nay ở Tân Giang gặp đối thủ, là cậu ta đưa em, Giang Ảnh lắc lắc tay, bảo không phải cho em, là tặng cho anh. Giang tầm nhận lấy chocolate, không nhìn được mà cười cười. Bạn nhỏ cố đã bắt đầu tặng chocolate em ấy làm đại ngôn cho mình, vậy ngày mà em ấy tặng chính bản thân cho mình chẳng phải không còn xa nữa rồi sao? Giang ảnh nhìn thấy bộ mặt vui vẻ tươi cười của anh mà lắc đầu, sau đó hạ người thần bí cười hề hề nói, anh này, tuy hai người cùng ghi hình một chương trình, dù có sinh ra tình huynh để cảm động trời đất đi nữa, em vẫn cảm thấy anh nên tránh xa cậu ta một chút, lý do, Giang tầm hỏi cậu ta nhắn tin uy chát với một người giang ảnh nói thầm giang tầm nhíu mày ai giang ảnh hôm nay em đến lúc liếc qua thấy cậu ta đang nói chuyện với một người tên là người lớn xấu xa giang ảnh cái tên id này nhìn qua đã biết không phải người đứng đắn gì giang ảnh em thấy người đó còn nhắn gì mà bảo gọi hắn là chồng ơi các thứ giang ảnh lúc ấy gấp quá cho nên avatar thế nào em không nhìn rõ chỉ nhìn thấy một màu vàng chật chật quả thật là avatar cũng vàng như người Giang tầm nhíu mày, màu vàng, Giang ảnh gật đầu, vâng, Giang tầm, người lớn xấu xa, Giang ảnh, đúng vậy, nội dung trò chuyện vô cùng không lành mạnh, nói chung không phải chuyện gì tốt đâu, Giang tầm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vẫn còn nửa tuần trước khi sáng tỏ như trăng khai máy. Chiều thứ năm, cố vị chuẩn bị vài bộ quần áo đơn giản cho mình, sau đó cùng trợ lý đi đến câu lạc bộ TMV Đúc, cố vị đội mũ đeo khẩu trang, lúc xuống xe đã thấy Giang Tầm đang đứng trước cửa câu lạc bộ chờ cậu. Anh ơi, cố vị vẫy tay với Giang Tầm. Anh mặc áo len trắng, cả người tỏa ra hơi ấm trong nắng thu. Tầm Thần, tôi giao vị vị cho cậu nha. Hai người cùng nhau ghi hình sâu thực tế, cũng đã quen nhau từ trước. Mục Duyệt rất an tâm. Chỉ cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi ạ. À, cố Vị nói với Mục Duyệt. Em có thể tự chăm sóc bản thân mà. Tôi để ý cậu ấy cho Giang Tấn nói. Cần gì lưu ý cứ nói với tôi. Tầm Thần phiền cậu giúp tôi để ý chế độ ăn của vị vị, Mục Duyệt đưa cho Giang tầm thần một bản kế hoạch dinh dưỡng của cố vị, đừng cho cậu ấy ăn uống mấy thứ lung tung, đừng lo lắng, Giang Tấn nói với Mục Duyệt. Đảm bảo sẽ chăm sóc kỹ lưỡng rồi mới trả về, trợ lý rời đi, cố vị đi theo Giang tầm vào câu lạc bộ Tơ Mơ Vê Đúc, cậu tò mò muốn nhìn mọi thứ ở đây. Nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào, Giang tầm nói. Cố vị đi theo Giang Tầm lên tầng cao nhất của câu lạc bộ, phòng huấn luyện của đúc nằm ở đây. Chưa bước chân vào trong phòng, cố vị đã nghe thấy tiếng gõ phím liên tục. Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu và Giang Tầm bước vào, mọi âm thanh đều lập tức dừng lại. Có ba người đang ngồi trong phòng huấn luyện, một người đang phát sóng trực tiếp, một người đang đấu luyện, người còn lại đang gặm ngô. Thấy có người bước vào, cả ba người đều quay lại nhìn chằm chằm phía cửa. Sau một lúc, ánh mắt bọn họ tập trung nhìn vào cố vị, trong lòng chửi thề một tiếng đây không phải là nhóc minh tinh đào mộ lịch sử đen của đội trưởng lên sao hùng tử dùng ánh mắt ám chỉ đồng đội chết tiệt xem ra thật sự là vậy rồi sk hiếp mắt đáp nhóc con này là chị dâu sao vậy vụ đào mộ đó chẳng lẽ là xính lễ của đội trưởng sao hùng tử điên cuồng nháy nháy mắt nói lung tung cái quái gì thế sk trừng mắt giang tầm liếc nhìn ba người lập tức che miệng im lặng xin chào đội trưởng phu nhân wes đang phát sóng trực tiếp phản ứng nhanh nhất lập tức quay đầu chào cố vị đồng thời nói với mấy người kia, câm miệng, đừng có hù người ta, cố vị, Wes vẫn còn đang mở livestream, anh ấy vừa kết thúc một trận đấu, còn chưa kịp tắt, mọi người nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi, phòng livestream trực tiếp nổ tung, đội trưởng phu nhân. Tầm thần có đối tượng từ bao giờ vậy, tay ca tay ca, có thể dịch camera sang bên cạnh một chút được không, bọn em cũng muốn nhìn phu nhân đội trưởng mà, chỉ cần anh dịch một chút thôi thì từ nay về sau. Anh chính là anh trai ruột của tụi em. Giang tầm tìm đối tượng sao? Xong rồi, fans bạn gái chúng ta coi như không còn đường sống rồi. Wes, để phu nhân đội trưởng lọc vào camera đi, tôi sẽ tặng thêm cho cậu mấy cái họa tiễn nữa. Giang tầm đêm nay livestream không? Giới thiệu đối tượng cho chúng tôi nhìn một cái. Lượng đi lượng đi, muốn xem là xem được sao? Wes lo thân phận thần tượng của cố vị, cũng không dám bán đối tượng đính hôn của đại ca nhà mình để kiếm tiền, cho nên không đáp lại mấy người đang náo loạn trong kênh livestream cười mắng họ mấy câu xong liền tắt sóng. Một đám dân mạng tò mò không tìm được đáp án, thế là kéo nhau sôi nổi qua kênh của Giang Tầm đặt chiếu lót dép ngồi chờ đại thần livestream buổi tối. Chào mọi người à, cố vị chào hỏi ba vị đồng đội của Giang Tầm. Giang Tầm sợ cậu còn ngại ngùng, thay cậu giới thiệu đơn giản, tên mập mạp đang gặm ngô kia là Hùng Tử, người nhìn có vẻ đứng đắn này là West, còn tên ở góc tường kia là SK. Lúc cố vị lướt quay bộ Giang Tầm cũng từng thấy qua ảnh chụp của cả đội, nhưng sau người thật với ảnh chụp vẫn mang lại cảm giác khác biệt xa lạ, lại thêm cậu vô cùng tò mò về bọn họ, cho nên vừa nghe Giang Tầm giới thiệu vừa nhìn mấy người họ không chớp mắt. Em, phim mới của em là chủ đề thể thao điện tử, cố vị giải thích, em tới đây tìm một chút cảm giác, được được cứ tự nhiên đi, ba người bày biểu cảm tôi hiểu hết mà. Không cần quan tâm bọn họ, Giang Tầm tìm cho cố vị một cái ghế dựa, để ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình, em ngồi đây đi. Nếu cảm thấy chán có thể ra ngoài đi dạo một chút anh, anh cứ làm việc của anh đi, em không quấy rầy anh đâu, cố vị nói, tự em xem cũng được, nhưng anh lại rất muốn em quấy rầy anh, Giang Tầm ngồi vào ghế của mình, mở giao diện game, bạn nhỏ cố nghĩ lại xem, nghĩ xem làm sao có thể quấy rầy anh, đại lưu manh rõ ràng đang mang vẻ mặt quấy rầy cậu, cố vị làm như không nghe thấy, nhưng vành tay lại lặng lẽ đỏ lên, hôm nay chỉ đánh luyện, sau đó tiện sẽ livestream một lát, Giang Tầm nói kế hoạch hôm nay cho cố vị. Lâu rồi không phát sóng trực tiếp, giờ cũng phải cho câu lạc bộ anh cọ lại chút nhiệt độ thôi. Ba đồng đội của anh liếc nhìn nhau, quyết định giúp Giang Tầm tăng giá trị hảo cảm với chị dâu. Hùng tử, đội trưởng của chúng tôi vô cùng chăm chỉ, câu lạc bộ này anh ấy mua một nửa rồi nhưng mỗi tuần vẫn phát sóng trực tiếp một lần. Wes, đội trưởng của chúng tôi vô cùng nỗ lực, vừa mới ghi hình sâu thực tế về liền lên lịch luyện tập cho cả đội. Đội trưởng của chúng tôi, SK ăn nói vụng về, cảm thấy mấy cái tốt đều bị khen xong cả rồi, vắt óc suy nghĩ ráng tìm thêm một từ có nghĩa na ná với chăm chỉ và nỗ lực, để khen theo đội hình cho bằng anh em. Rất là lâu dài, Giang Tầm lúc đó đã đeo tai nghe, cho nên không nghe được mấy lời khen tặng này của đồng nghiệp. Quế giơ tay đập một cái sau gáy SK, quay sang cố vị làm động tác, suyệt, ý là đừng để Giang Tầm biết, cố vị, cả cái phòng này, đều là một đám người lớn xấu xa, cậu xem như đã hiểu cậu bé gian tầm cô đơn 10 năm trước làm sao lại có thể lớn thành một đại lưu manh như bây giờ. Cố vị cầm bịch khoai tây chiên gian tầm mới đưa cho cậu, ngồi cạnh xem anh mở game, đăng nhập trò chơi. Mấy người này, lúc nói chuyện có thể hơi kỳ quặc, nhưng một khi đeo tai nghe lên lại để lộ ra biểu tình nghiêm túc tập trung. Trên máy tính hiển thị tiến độ, gian tầm ở trong kênh đội bắt đầu chỉ huy, khu C39,19, mấy người còn lại báo tọa độ, chiến đội tờ gồm 4 người, cùng nhau đánh qua vô số trận đấu, tự nhiên phối hợp nhau ăn ý đến không thể bắt bẻ, cố vị nghe không hiểu Giang Tầm nói mấy thuật ngữ gì, chỉ có thấy bàn tay đẹp của anh đang múa trên bàn phím, cậu chưa bao giờ gặp một Giang Tầm nghiêm túc như thế, loại cảm giác này giống như cậu đã bước vào thế giới của anh, thấy một Giang Tầm hoàn toàn khác vậy, cậu xem anh tập luyện đến mê mẩn, quên cả thời gian, chỉ tập trung xem bọn họ luyện tập, cậu giống như đã trở thành một phần trong số họ, dấn thân vào bộ môn thể thao điện tử truy đuổi thắng lợi trong từng trận đấu. Chỉ có chân chính đi tới nơi này, cậu mới cảm nhận được, lý giải của cậu đối với nhân vật mâu tử hàm nông cạn thế nào, sau đêm nay, ghi chú của cậu cho nhân vật này chắc chắn có thể tăng thêm rất nhiều. Luyện tập xong cũng đã gần 10 giờ tối, số liệu bên tờ MV đúc cao hơn đối thủ, nhận được thắng lợi, Giang tầm tháo tai nghe, đẩy ghế lại gần chỗ cậu, vì vị, ngốc ở đây lâu thế có thấy buồn không, cố vị lắc đầu, không chỉ không buồn, mà còn rất thích thú nữa. Trước khi tới đây, cậu không biết thể thao điện tử lại có thể mê hoặc người ta đến vậy, có thể khiến bản thân quên mất cả thời gian. Muốn anh đưa em ra ngoài dạo chút không, Giang Tầm xoa xoa đầu cố vị. Không cần đâu ạ, à, cố vị kéo tay áo Giang Tầm, để anh ngồi vào vị trí cũ, các anh còn phải phân tích trận đấu đúng không ạ? À? Từ còn một chút nữa, Giang Tầm khích lệ một câu, bạn nhỏ ngoan lắm, cố vị cúi đầu, âm thầm cười một tiếng không biết vì sao khi gian tầm khen cậu lại có cảm giác ăn vụng được miếng trái cây ngào đường vậy phim mới khi nào thì khai mấy Giang tầm hỏi cố vị tuần sau ạ à, để anh dành thời gian đi xem em gian tầm nói đóng phim cho tốt đừng như gian ảnh cả ngày chỉ biết lười biếng ở phim trường thôi tơ mơ về muốn cùng huấn luyện viên ghi chép nghiên cứu lại trận đấu vừa rồi quá trình phân tích đối với người không chuyên quả thực có chút buồn tẻ cả đội đều là cú đêm gian tầm lại không đành lòng để cố vị thức khuya cùng mình cố vị vị, muốn đi ngủ trước không, Giang tầm hỏi. Không ạ, à, cố vị kiên định lắc đầu, anh cứ thảo luận đi, em chờ anh. Mệt thì phải bảo anh ngay, có nghe không, Giang tầm dặn dò xong, cùng đồng đội đi sang phòng bên cạnh. Cố vị cầm trà sữa Giang tầm mua cho, đứng lên đọc chiếm lấy vị trí của Giang tầm. Vừa rồi Giang tầm ở chỗ này, dùng bàn phím này, chỉ huy cả đội giành được thắng lợi, cố vị ngồi ở đây. Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác ấm áp kỳ lạ. Gần 11 giờ, chát nhóm T ác lại náo nhiệt, cố vị lúc này mới nhớ mình quên báo tin cho các anh nhà mình rồi. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, cố vị đâu? Mặt trời sáng sớm, không biết buổi sáng còn ở đây mà. Stone, từ sau khi ghi hình sâu sông tôi chưa gặp em ấy, tôi phải lên án, quan hệ của em ấy với gian Tầm tốt vậy mà không giúp tôi xin chữ ký. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, nào, chúng ta đang vòng bạn bè thông báo tìm người, mình đan sơ của chúng ta mất tích rồi. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền a a a a xin lỗi em quên báo với mọi người mấy ngày nữa em sẽ không về phó chỉ đi công tác à em yêu tôi thì cho tôi thu tiền không ạ à, là đi chuyện cá nhân ạ à. yêu tôi thì cho tôi thu tiền hàm hàm đỏ mặt dịp gờ stone bỏ nhà trốn đi hả mặt trời sáng sớm đêm không về ngủ sao thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính bỏ trốn với ai phó chỉ chắc ở nhà bạn trai ha cố vị Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, em trai nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, khi nào thì giới thiệu bạn trai cho bọn anh xem, người ba em đính hôn cũng lợi hại quá, có thể bắt cóc dancer đan sơ của tụi anh đi. Mặt trời sáng sớm, á quên không nói, tầm thần sắp xin like kìa, Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, vì vị nhớ tự chăm sóc cho mình nha, phó chỉ, anh đang đóng phim, không xem được, thạch hân ngôn, em xem giúp anh, thế là nhóm chắc lại yên tĩnh, chỉ có cố vị ngồi trên ghế gian tầm nhìn chầm chầm hai chữ bạn trai mà thất thần. Sao lại ngẩng người vậy, giọng gian tầm vang lên sau lưng cậu, anh cầm máy tính bảng, đã dựng lại phân tích xong trận đấu, mệt hả, sao lại không chịu nghe lời, cứ muốn thức cùng anh chứ, không đâu, cố vị cử động ngón tay, chắn trên màn hình điện thoại che hai chữ bạn trai kia đi, em chờ anh cùng nhau ngủ. Được gian tầm bắt được ba chữ kia, nhấn mạnh thêm, giọng nói đầy ý cười, cùng nhau ngủ, cố vị vội vàng giải thích, em không phải ý kia anh còn phải livestream, xong thì cùng em ngủ, Giang Tầm đứng phía sau cậu, ngón tay gõ vài cái trên máy tính bảng, để anh chia sẻ cho em bài này, nghe để nâng cao tinh thần, được, cố vị gật đầu, bình thường Giang mềm thích nghe loại nhạc nào, cậu thực sự rất tò mò, rất nhanh trên màn hình báo tin nhắn đến, người lớn xấu xa, chia sẻ ca khúc, cố vị, tôi rồi, cậu quên chưa sửa lại nickname, em để nickname của anh là gì thế? Giọng nói gian tầm từ phía sau truyền đến cố vị đem điện thoại giấu trong tay áo, Giang tầm lại nhanh hơn một bước phát hiện ý định của cậu, nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, cố vị theo bản năng trốn đi, ông điện thoại nằm cuộn tròn trên ghế, không cho xem, cố vị bảo vệ điện thoại của mình, không có gì đâu mà, không cho xem đúng không, Giang tầm buông tay, cúi xuống cào cào eo cố vị, trên eo cố vị vốn đã mẫn cảm, lại có máu buồn, Giang tầm vừa chạm vào là cả người cậu cuộn lại, một bên nhịn không được mà nín cười trốn tránh một bên vẫn nhất quyết bảo vệ điện thoại em sai rồi cậu nhỏ giọng xin tha anh cũng sai rồi giang tầm nói em không ngoan chút nào hết ba ngày không ăn đòn là em trèo lên nóc nhà lật ngói luôn rồi xin tha không có hiệu quả cố vị đã nhận sai quá nhiều lần rồi chiêu này đối với giang tầm đã không còn tác dụng rồi giang tầm thốt ra lời này cố vị lập tức nhớ tới chuyện tét mông trên xe lần trước thế là cậu nắm chặt tay viện ghế mông dính chặt trên ghế không chịu đứng lên không thể để bị như thế lần thứ hai, đây là điều duy nhất mà nội tâm cố vị mong muốn. Giang Tầm rõ ràng đã nhìn ra mục đích của cậu. Anh ôm eo cậu xách ra khỏi ghế. Anh phát hiện lá gan của em ngày càng lớn đấy. Thời tiết đầu thu chỉ hơi xe lạnh. Cố vị mặc một chiếc áo lông trắng, lăn lộn một hồi áo lông cũng sọc sệt không thể che đậy vòng eo. Làn da trắng nõn bên hông cứ vậy mà lộ ra bên ngoài. Ngón tay Giang Tầm trong lúc vô ý cọ qua lại mang đến một chút ấm áp. Cố vị nhỏ giọng xin tha nhưng chính cậu lại không ý thức được lúc này giọng cậu có bao nhiêu mềm mại, chỉ lo ông điện thoại trong ngực, ngay cả lực tay gian tầm mạnh hơn cũng không hề phát hiện. Hai người nháo đến hăng say, lúc đồng đội đi vào vừa hay chứng kiến một màn này. Wes, hai người cứ tiếp tục đi. Wes, lát nữa em quay lại. Wes quay về phía cách vách phòng hô to, huấn luyện viên, anh lại huấn luyện tụi em thêm một lát nữa đi. Cố vị nghe thấy giọng người khác, lúc này mới ý thức được hai người đùa bỡn nhưng trong mắt người khác lại có bao nhiêu mập mờ cậu vừa thất thần, điện thoại rơi vào tay Giang Tầm, nhân lúc đối phương còn không có phản ứng, anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu mở khóa vân tay, giao diện uy chát mở ra, nickname cùng với lịch sử trò chuyện lúc nãy cứ thế mà bại lộ. Nickname là người lớn xấu xa, Avatar là con Pikachu quen thuộc, Giang Tầm nhìn thấy ID của mình như vậy đấy, người lớn xấu xa, Giang Tầm cười một tiếng, quơ quơ màn hình trước mặt cố vị, thế em gọi là gì? Cố vị tự hỏi một chút, người lớn trong sáng. Tuy hai người họ có cùng xu hướng giới tính, nhưng trước nay cậu không hề có ba cái loại tâm tư lộng vòng như mem đâu nha. Được lắm, Giang Tầm nhìn cố vị, bạn nhỏ cũng học được cách tranh luận rồi đấy. Cố vị vừa muốn phản bác thì thấy Giang Tầm duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu. Đổi lại cho anh, Giang Tầm uy hiếp, vân vân vân, em sửa lại ngay đây, cố vị gật đầu liên tục, đưa tay muốn lấy lại điện thoại. Khoan đã, Giang Tầm lại đổi ý, giơ tay lên, cố vị đang ngồi trên ghế đương nhiên không thể với đến chỉ có thể ngẩng đầu vô tội nhìn Giang Tầm, ngồi xuống, Giang Tầm vương tay còn lại ấn vai Cố Vị để anh sửa, Cố Vị đành phải ngồi lại trên ghế chờ Giang Tầm trả cậu điện thoại, cậu nhìn hai chữ hiện trên màn hình mà á khẩu không nói được câu nào, đều tại cậu hết, đang yên đang lành tự nhiên sự nít của mem làm gì, lại còn bị chính chủ bắt được chứ, Giang Tầm sao cái gì cũng biết hết vậy, cái này hình như không đúng với sự thật, Cố Vị nhỏ giọng nói, vậy em hãy nỗ lực hơn để biến nó thành sự thật đi, Giang Tầm nói cố vị, mem tại sao cứ không nói lý như vậy chứ, cậu quyết định cứ tạm thời để thế, đợi khi mem không có mặt, cậu sẽ sửa trở về. Cuối cùng cố vị nghĩ rằng, chỉ cần gây chuyện đủ nhanh, Giang Tầm sẽ không kịp bắt lỗi không thể gây phiền toái cho cậu nữa. Có đau không, Giang Tầm hỏi, vừa rồi âm ý một trận để lại trên cổ tay cố vị một vệt đỏ nhạt. Không đau, cố vị lắc đầu, anh à, hình như anh còn phải livestream mà, cố vị nhắc nhở. 11 giờ rưỡi, Giang Tầm vào phòng livestream em tự mình tính xem, anh tha cho em bao nhiêu lần rồi, Giang tầm đẩy ghế của cố vị sang bên cạnh một chút, sau đó tìm một cái ghế khác ngồi vào, vậy thì tha cho em nốt lần này đi, gây chuyện quá nhiều lần, cố vị cũng học được bản lĩnh co kè mặt cả, em cứ tưởng bở đi, Giang tầm đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp, thuận tay mở gói đồ ăn vặt đưa cho cố vị, giọng điệu vẫn hung dữ, một ngày nào đó anh tìm em tính tổng nợ, tính cho em khóc mới thôi, một ngày nào đó... Tức là không phải hôm nay, nguy hiểm đã được giải trừ từ khi phát hiện thật ra mem vốn rất tốt lá gan cố vị ngày càng phì ra ăn không gian tầm cầm quả quyết trên bàn là quyết trong nhà hùng tử mang tới trên bàn mỗi người đều có vài quả chưa ai ăn gian tầm vừa mới lột vỏ xong một móng vuốt bên cạnh liền vương tới cầm đi chỉ để lại một núi vỏ trên tay anh a à, chua quá cố vị nheo mắt gian tầm nhìn bạn nhỏ cố như vậy trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ được chiều mà kêu chỉ là đương sự lại không hề phát hiện còn vừa xoa mặt vừa oán giận quả quyết quá chua. Cố vị cầm trà sữa và đồ ăn vặt Giang Tầm mua cho ngồi cạnh xem Giang Tầm livestream, trước khi bắt đầu anh mở WeChat, tìm ID Giang ảnh, thả một tệp vào đó xong gửi đi. Cố vị, tại một thành phố khác, sau một đêm diễn, Giang ảnh lăn lộn khắp người đầy bùn đất. Trợ lý thấy cậu thì đưa điện thoại cho cậu, trên điện thoại là tin nhắn Giang Tầm gửi đến, thoạt nhìn giống như một tập tin nén. file dịp, vạn vàng kim zip Cô càng to, đu ma, cô càng to, cảm ơn anh dai Y. Giang ảnh vui sướng rạo rực mà cầm điện thoại trốn ra một góc không người, mở cái tệp vàng kim mà anh trai gửi cậu lúc đêm khuya. Màu vàng che trời lấp đất bao phủ tầm mắt Giang ảnh, trong nháy mắt trên di động của cậu hiện lên mấy trăm con Pikachu sáng chói mù mắt. Cùng lúc đó, cậu nhận được tin nhắn thứ hai từ Giang tầm. Mười vạn vôn, tờ, không cần cảm ơn, Giang ảnh, cô càng to, anh gọi cái này là vàng kim ấy hả? Mười vạn vôn, không phải tao, là mày gọi, cua càng to. Đã gần 12 giờ, lúc Giang Tầm đăng nhập phòng livestream, trong phòng đã có sẵn một đội quân lót dép ngồi hóng từ chiều, sau khi thấy chính chủ online, cư dân mạng chờ đợi cả đêm bắt đầu nhau nhau lên spam điên cuồng. Ô mai mơ sách đào tái chiến, Tầm thần tới rồi, chơi ngu không biết bắt đầu từ đâu, Tầm thần ơi 7 giờ em đã ngồi đây rồi, em muốn thấy anh ăn chiến công đầu, phớt bờ lúc, xong em mới yên tâm ngủ tiếp mặt trời sáng sớm, a a a a tầm thần. ngày mai cuối tuần mà tôi vẫn phải tăng ca, ngoại trừ xem anh chơi game, thì không còn ai có thể an ủi tôi hết. thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính, tôi cũng vậy tôi cũng vậy. lầu trên nói đúng tiếng lòng tôi. oh, chúc mừng tầm thần, mới vừa lấy được cúp quán quân, lại vừa có đối tượng nữa. phòng phát sóng trực tiếp có không ít người từ bên phòng livestream của us qua đây, hồi chiều tối nghe câu đội trưởng phu nhân của us kia bọn họ đã chuyển nhà sang đây ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, không vì cái gì khác, mục đích duy nhất là có thể xem vị đội trưởng phu nhân trong truyền thuyết này. Camera không lia đến chỗ cố vị, cho nên cậu yên tâm ngồi bên cạnh nhìn màn hình có vô số cái tên xẹt qua, đôi khi có thể lờ mờ thấy được ác cao của mấy anh nhóm cậu. Trên màn hình đột nhiên nổi lên một hàng chữ đội trưởng phu nhân, cố vị sửng sốt vội dời mắt đi chỗ khác, không ngờ lại thấy gian tầm đang nhìn cậu cười cười, ánh mắt còn có chút nghiền ngẫm đầy ý tứ, cố vị đúng là đại lưu manh được một tấc lại muốn tiến một thước màn đạn phòng phát sóng trực tiếp lại phát điên rồi bình luận chạy trên màn hình búp bê cầu nắng tầm thần vừa nãy cười với ai thế à a a a lòng em tan nát từ đây em mới trở thành fan cp của nại nhân tầm vị chưa lâu tầm thần đã có đối tượng mất rồi quần của tôi đâu lầu trên nói gì thế á á á á á á hình như mạng nhà tôi bị chậm so với mọi người mấy giây vừa nãy có phải gian tầm cười ai đó phải không vậy về xem tài nguyên phun HD, gian tầm, bên cạnh anh có người sao? Ông đây rút kiếm siêu nhanh, tầm ca, có đối tượng hả? Hơ mút vô, thôi đừng vào game nữa, nói chuyện đối tượng cho tụi tôi đi, có phải lần trước livestream anh đã nói là thích nam giới đúng không? Hai quả táo, cục cưng nhà ai bị tên lưu manh này bắt cóc rồi, bổn cô nương nhân danh phan bạn gái gian tầm cảm thấy không phục, mau ra đây cho lão nương xem nhan sắc thế nào? Tay trái cùng tôi vẽ rồng, tôi có thể cầu xin được nhìn thấy đội trưởng phu nhân không? cố vị nhìn chằm chằm màn đạn mà đỏ mặt, lại né né sang bên cạnh để tránh camera có thể ly tới, lùi đến vị trí an toàn tuyệt đối. Giang tầm đem hết phản ứng của cậu thu vào trong mắt, click mở giao diện game, bắt đầu livestream, hôm nay đánh ba trận, mọi người nên nghỉ ngơi sớm một chút, biết cô hoang dã, tầm thần mau trả lời vấn đề chính, có con mũi cắn tôi, đừng có giấu, hồi chiều tay ca đã để lộ bí mật của anh rồi, cạc cạc cạc, không đứng đắn. Chị dâu có đó không? bình thường tầm thần có xấu tính quá không gì? Suỵt, gian tầm làm thủ thế im lặng với mọi người, đừng loạn lên nữa, nhỡ mấy người dọa em ấy chạy mất thì lấy gì đền cho tôi đây? Mạng đạn nháy mắt im tre, một đám người rào rào như domino đổ rạp rạp, đã hiểu, gian tầm mở game, ghép đội xong liền bắt đầu, skill của anh đẳng cấp cao, của đồng đội được ghép cũng không kém nhiều, anh một bên thao tác một bên giới thiệu vào kỹ xảo chơi cho mọi người đang xem livestream. Cố vị ghé vào cạnh bàn phím gian tầm, nghe tiếng gõ bàn phím lọc cộc không ngừng, mắt thì nhìn chầm chầm màn hình. Giang tầm vương tay ra dịch cố vị ra xa một tí, cố vị, cách xa màn hình một chút đi, giang tầm dùng khẩu hình nói, hại mắt lắm, mắt bạn nhỏ cố đẹp như vậy, nhìn cậu dán mắt vào màn hình như thế giang tầm nhìn không được mà nhắc nhở cậu, cố vị cảm thấy cũng có lý, thế nên cách xa ra một chút, tiếp tục nằm bò ra vừa ăn vừa xem, giang tầm thao tác một hồi trên bàn phím, nhân vật của anh nâng súng nhắm một cái, chuẩn xác bắn trúng một mục tiêu ở phía xa. Bến tàu có cần tên lợi cho việc nắp ngắm bắn, yêu cầu phải nhảy chính xác nơi này, nhìn kỹ vị trí chấm đỏ này, Giang tầm giảng được một nửa, lại thấy màn đàn lại đang ầm ầm thảo luận. Không chuyên tâm, Giang tầm phê bình cư dân mạng, về chép phạt 10 lần, quốc phục đệ nhất 20, thầy Giang thật nghiêm khắc, anh em mau về chép phạt, lời giảng tầm thần quý như vàng, không được làm gián đoạn. Chim bé bé, vừa nãy tầm thần nói chuyện với ai vậy, có thể phủ nhận, vậy là bên cạnh Giang Tầm thực sự có người hả? Giang Tầm gõ phím không ngừng, lại ăn thêm một mạng, mọi người tiếp tục bị game hấp dẫn bỏ việc truy hỏi, cuối cùng cũng có vài người chăm chỉ không chú ý chuyện tình cảm, chỉ quan tâm đến trò chơi. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, tầm thần 666, trâu bò, đừng cu chuyện đối tượng nữa, bọn tôi đến đây là để xem đánh game. Mặt trời sáng sớm, cái ngắm bắn hồi nãy đỉnh quá, tiếc là tôi chưa học được. Stone, tầm thần xuất sắc đỉnh cao cưới ai tụi tôi cũng ủng hộ. Đề tài cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo chính của nó, cố vị tiếp tục an tâm mà nhai khoai tây chiên Giang Tầm vừa đưa cho. Giang Tầm đánh xong một trận, mọi người bắt đầu thảo luận kỹ thuật của Giang Tầm trong trận vừa nãy, nhưng trong đám bình luận hỗn tạp đó lại nhảy ra một vấn đề khác. Orin, ai đang nhai khoai tây chiên hả? Trích trích đánh người, đúng vậy, nãy tôi ghi hình lại, đảm bảo trong toàn bộ trận vừa rồi có tiếng ai nhai khoai tây chiên. Cố vị, cậu bị dọa đến mức không dám nhai tiếp, đám người này cũng quá không chuyên tâm rồi cậu không muốn quấy rầy gian tầm livestream cho nên vương tay kéo kéo ống tay áo nhỏ giọng nói em đi rửa mặt đi đi cuối hành lang có phòng tắm gian tầm nói đợi kết thúc livestream anh đưa em về ký túc xá muốn đi ra khỏi phòng livestream phải bước qua sau gian tầm cố vị nhìn camera bước thật nhanh qua phía sau gian tầm anh em cư dân mạng chỉ có thể thấy bóng dáng người nào đó phía sau gian tầm không ai có thể nhìn ra bộ dáng cố vị nhưng mà mấy người vừa rồi không quan tâm đối tượng chỉ quan tâm game đột nhiên phát cuồng lên đã qua mười hai giờ đêm câu lạc bộ tơ mơ vê đèn đút sáng trưng kể cả đội huấn luyện trẻ cũng không nghỉ ngơi thể thao điện tử vốn không ngủ như người thường trong kịch bản sáng tỏ như trăng chỉ nói mâu tử hàm kiên trì đi một đường gian khổ đạt được thành tựu lại không miêu tả cụ thể con đường đó gian khổ như thế nào cố vị rửa mặt xong điện thoại trong túi rung báo có tin nhắn hơn nửa đêm rồi mà nhóm chát tê, ác lại náo nhiệt lạ thường. Mặt trời sáng sớm kêu tôi thì cho tôi thu tiền, em đang ở đâu? Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính kêu tôi thì cho tôi thu tiền, mau ra đây. Stone kêu tôi thì cho tôi thu tiền, anh biết em chưa ngủ, mau hiện hình. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, hoảng sợ, dịp gờ. Stone, là thế này, bọn anh đang xem gian tầm livestream, đang trầm mê chìm đắm trong kỹ thuật thần thánh của tầm thần thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính thì đột nhiên bọn anh nhìn thấy một bóng người chợt lóe qua tuy không thấy được mặt nhưng cái chân kia eo này mông này vừa nhìn một cái là biết ngay đang sơ nhà ta sơn hơn nữa cái áo lông trắng kia là do chúng ta cùng nhau chọn mua mặt trời sáng sớm thành khẩn sẽ được khoan hồng chạy đi đâu rồi hả cố vị sao mấy người này lại thính vậy chứ thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính em ở chỗ gian tầm đúng không bỏ nhà đi yêu đương vụng trộm hả Stone, tôi biết ngay, lần ghi hình hôm trước hai người này có vấn đề gì đó, nhưng tôi không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Phó chỉ, người đính hôn cùng em không phải là gian tầm chứ. Cũng có khả năng lắm, ba em có quen biết với biên kịch tống mà, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, mọi người đừng nghĩ nhiều, em chỉ tới để cảm nhận môi trường thể thao điện tử thôi, để em có thể lý giải nhân vật mâu tử hàm trong sáng tỏ như trăng, rõ ràng hơn, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, hàm hàm đỏ mặt, dịp gờ. Làm gì có chuyện không nghĩ nhiều cho được, mọi người lập tức nhao nhao lên, ngay cả phó chỉ đang bận đóng phim cũng gia nhập. Một đám người đang bận xem game cũng bỏ qua đây để nói chuyện hôn nhân đại sự của cố vị. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, đi đi đi, mọi người đi xem phát sóng trực tiếp đi. Cả buổi tối toàn là chuyện bỏ nhà với yêu đương vụn trộm, đề tài này nói quá nhiều dễ làm người ta ngại ngùng lắm. Thức đêm không tốt, nghe mấy cái này cũng sẽ phát điên mất, cố vị tắt uy chát, tiền thể mở Weibo lướt một lát. Quá nửa đêm rồi mà đối thủ của cậu còn đang ôi bộ. Giang ảnh Cani, tuyển thủ Esports thật không dễ dàng mà. Tờ MvDuxun, anh ơi, có phải gần đây trạng thái tinh thần anh đang không ổn lắm hả? Đang kèm chính là cái phai diệp vàng kim mà Giang tầm mới gửi cho cậu. Cố vị, lại thêm một kẻ điên hả? Trong một thường xuyên truy cập của cậu đột nhiên hiện lên cái ôi bộ búp bê cầu nắng của nhím nhỏ kia, cố vị có chút ấn tượng, đây chính là bạn nhím nhỏ cãi nhau rất giỏi còn là quản trị viên của siêu thoại CP nữa. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại mở quay bộ của búp bê cầu nắng kia ra? Bài đăng gần đây nhất là 10 giây trước, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, a a a a lão nương không thiết sống nữa, gian tầm có đối tượng rồi, nại nhân tầm vị chưa lớn đã xe, hiu hu, gào khóc, dịp gờ, cố vị, lúc cố vị quay lại phòng huấn luyện cậu mới hiểu được tại sao nhóm cha của tê ác lại tự nhiên sôi động thế, gian tầm đã kết thúc livestream, đang ngồi chờ cậu về anh xong rồi ạ à, cố vị ngừng ở cạnh cửa từ xong rồi anh nói với bọn họ anh phải dành thời gian còn lại để chơi với bạn nhỏ nhà anh giang tầm dựa lưng ra sau nói với cố vị còn đang đứng cạnh cửa lại đây cố vị mới vừa rửa mặt xong tóc và lông mi đều còn dính bọc nước cậu sợ làm ướt thiết bị của giang tâm nên cố tránh xa chúng một chút ai ngờ giang tầm lại xoay nửa vòng ghế vươn tay kéo cậu qua đây lập tức bọt nước trên tóc và lông mi cố vị cứ thế rơi trên đầu ngón tay giang tầm mắt cố vị liền dính lên tay trên ngón tay gian tầm không rời. Lúc trước cậu lướt quay bộ giang tầm đã không thể không chú ý đôi tay này, bây giờ nó còn ngay trước mắt cậu, thế là cố vị liền giơ tay chạm vào muốn lau mấy vệt nước nhỏ bám trên đó, đến khi hai ngón tay thực sự chạm nhau cậu mới phát hiện hành động này còn mang theo chút ý tứ mập mờ khác. Cậu thấy ý cười trong mắt gian tầm thì vội vàng giải thích, em chỉ, xoa xoa cho anh đi, gian tầm không vạch trần ý đồ của cậu, ngược lại còn hào phóng vương tay, cả tối không được nghỉ ngơi, tay đau quá, cố vị ngẩn ra tay nhanh hơn não, chạm vào ngón tay thon dài của giang tầm, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn cho anh, còn đau không ạ, à? cố vị thật cẩn thận hỏi cậu sợ mình ấn đau tay người ta suy cho cùng thì bàn tay này cũng tương đối đáng giá mà, ngoài cửa phòng huấn luyện, có ba bóng người đang ngồi sổng vây xem đội trưởng nhà mình diễn xuất lừa gạt con trai nhà lành đúng là không biết xấu hổ, hùng tử tức giận, đau cái qué gì, đúng là thiếu đạo đức, ít ra người ta có người yêu còn mày thì không ép cho hùng tử một đá quế thở dài thật sâu xa xong rồi tiểu minh tinh này sớm muộn cũng sẽ bị đội trưởng chúng ta ăn sạch sẽ đến chút bột phấn cũng không thừa gian tầm nhìn lướt qua cửa mấy tiếng sột soạt bên ngoài lập tức biến mất không còn một mảnh thời gian không còn sớm gian tầm nhìn đồng hồ điện tử trên tường đi cùng nhau ngủ thôi cố vị cậu vẫn luôn nghĩ là gian tầm chỉ nói đại mà thôi không nghĩ đến việc anh tính ngủ cùng cậu thật cậu đi theo Giang Tầm đến ký túc xá Tờ Mờ Vê Đức, nhìn Giang Tầm mở cửa, đẩy cậu vào, nhìn thấy anh thuận tay đóng kín cửa luôn. Phòng không lớn, bên trong bày biện cũng rất đơn giản, ngoại trừ bàn máy tính thì chỉ có một chiếc giường. Cố vị do dự mở miệng, mấy anh ở đây, còn phòng khác không ạ? À? Không có, Giang Tầm quả quyết từ chối, Tờ Mờ Vê Đức bọn anh nghèo lắm, muốn qua đêm ở đây thì chỉ có cách phiền em chen chúc với anh thôi, cố vị. Sao mấy lời này độ đáng tin lại thấp như vậy nhỉ? Anh đi tắm trước, Giang Tầm đặt chìa khóa lên bàn, "Em mệt thì ngủ trước đi." Lúc Giang Tầm đi ra, Cố Vị còn ngồi ngay tại chỗ cũ, trông rõ ràng là có gì đang khó xử. "Làm sao vậy?" Giang Tầm hỏi. "Anh có áo ngủ không ạ?" À? Cố Vị khó khăn lắm mới mở miệng hỏi, hồi chiều cậu vội quá quên mất mang đồ ngủ, nếu mặc áo lông đi ngủ thì khó chịu lắm, cho nên đành phải xin Giang Tầm giúp đỡ. Giang Tầm mới từ nhà tắm ra, chỉ khoác áo tắm bên ngoài, nước trên người còn chưa lau khô, nghe Cố Vị hỏi vậy, anh liền có chút cân nhắc cười cười Anh có thể hiểu theo ý kia không Ý anh là, cố vị nói một nửa Đột nhiên hiểu ra ý mờ ám mà Giang tầm nhắc đến Em không phải đang dụ dỗ anh Em chỉ muốn mượn đồ ngủ của anh mà thôi Anh biết rồi, anh biết rồi Giang tầm bật cười Lấy trong tủ quần áo một bộ đồ đưa cho cố vị Size dơ lớn nhất ạ à, Cố vị không thấp Nhưng mặc đồ của Giang tầm vẫn rộng quá Là do em quá gầy Giang tầm nhìn chầm chầm eo cố vị Thuận miệng hỏi tới đây mà không mang đồ ngủ vậy trong ba lô em mang cái gì cố vị lấy ra hai bộ quần áo còn có loại thuốc cậu uống hàng ngày ánh mắt gian tầm qua xẹt qua tên hộp thuốc không hỏi gì nữa cố vị tự lấy cho mình một ly nước ấm uống thuốc sau đó tìm cho mình một khu vực khá thoải mái nằm xuống giường này tuy không phải giường đôi nhưng so ra lại rộng hơn giường đơn một chút một người ngủ thì thoải mái hai người thì khó tránh khỏi có tiếp xúc thân thể cố vị đưa lưng về phía gian tầm lấy điện thoại ra tiếp tục chọn quà cho Giang Tầm. Phần lớn thời gian của Giang Tầm đều ở câu lạc bộ huấn luyện. Nghĩ vậy cậu bèn xóa mấy món đã chọn trong giỏ hàng đi. Cuối cùng cậu đã có một sáng kiến vĩ đại cho quà sinh nhật năm nay của Giang Tầm rồi. Giang Tầm nằm cạnh cửa sổ cũng lấy điện thoại ra, mở uy chát tìm tên bạn tốt của anh. Sở Diệt. mười vạn vôn, Hỏi này, Estalam dùng để trị bệnh gì? Sở Diệt chắc là ngủ rồi. Giang Tầm thoát giao diện uy chát, đang chuẩn bị tắt máy ngủ thì nhận được tin nhắn của Giang Ảnh. Cô càng to, qua anh ơi, nghe nói anh đã bắt cóc người ta về nhà rồi hả? Mười vạn vôn, lần này không tính, cứ từ từ rồi tới. Cô càng to, cố gắng lên anh, chuyện đâu sẽ có đó. Giang tầm xoay nhìn nhìn cố vị, cố vị đã ngủ rồi, điện thoại vẫn còn nắm trong tay. Giang tầm nhìn dáng ngủ của cậu, bỗng nhiên hiểu ra lần trước vì sao cậu lai like bài đăng kia của mình rồi. Anh rút điện thoại trong tay cậu ra, chỉnh cho cậu nằm đúng vị trí, lại tém chăn cho cậu cẩn thận bạn nhỏ cố vô thức ngọ ngoại làm tóc xẹt qua mu bàn tay anh cô càng to hí hí đêm nay em tăng ca đạo diễn nói mai sẽ được nghỉ á cô càng to vừa hay em đang ở ngay gần thành phố hát vậy mai em đi xem mặt chị dâu chút nha cô càng to em nên mặc gì nhỉ nên dùng lại tóc không ta còn phải chuẩn bị quà cho người ta nữa phải tăng thêm ấn tượng cho anh chứ cô càng to không nói chuyện nữa anh ngủ trước đi em vào group fan xem xét tình hình đang xếp hạng gây gắt, đối thủ đều vượt em tới nơi rồi. Mười vạn vôn, tám giờ sáng, Giang Tầm bị chung báo thức gọi tỉnh, cố vị bên cạnh vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng xuống giường đi ra hành lang nghe điện thoại. Sớm quá mày, Giang Tầm chào hỏi sở diệt. Không còn sớm đâu, sở diệt nói, từ sáu giờ tao đã nhắn tin cho mày, chờ nửa ngày không thấy trả lời nên tao mới phải gọi điện. Giang Tầm, có gì nói đi, đêm qua mày hỏi tao về Estalam, nó là loại thuốc bổ trợ tinh thần, sở diệt nói, bên cạnh mày có ai dùng thuốc này à, là bạn nhỏ gây chuyện lần trước, Giang Tầm nói. Sở diệt đầu bên kia cười cười, cậu ấy to gan lớn mật đến mấy cũng không đấu lại đại lưu manh mày, giờ ngay cả người cũng bị mày bắt đến cửa rồi, coi là tới cửa, nhưng tao cũng chưa làm gì cả, Giang Tầm thúc giục, loại thuốc này có tác dụng gì, cùng loại với thuốc ngủ. Là loại thuốc an thần dùng để trị liệu chứng u quốc hoặc lo âu khó ngủ, sở diệt nói, khó đi vào giấc ngủ. Giang tầm không khỏi nghĩ đến hình ảnh cố vị căng thẳng thở dốc trên máy bay lần trước, thành thật mà nói, anh cảm thấy có chút đau lòng, cố vị trước đây vẫn luôn muốn từ hôn, không biết có phải vì lý do này không nữa, nhưng nghĩ lại thì gần đây không nghe thấy bạn nhỏ nhắc tới chuyện từ hôn nữa, cậu ấy hiện tại, Giang tầm chần chờ nói, không giống là đang u quốc hay lo lắng đúng không, sở diệt nói, cũng khá phổ biến, rất nhiều người có thể tự điều chỉnh trạng thái của mình. Khi tâm trạng ổn định thì chứng mất ngủ cũng sẽ giảm bớt hơn. "Tao hiểu rồi, Giang Tầm nói, chăm sóc cậu ấy cho tốt." Sở Diệt nói, "Mất ngủ có rất nhiều loại nguyên do, cũng có khả năng là chứng u uất lo âu, loại này tương đối phức tạp, có cơ hội thì để tao gặp cậu ấy một lần xem." "Được, tao biết rồi." Giang Tầm cảm ơn Sở Diệt, tắt máy xong thì nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cố Vị cũng đã dậy rồi, lúc cậu dậy không thấy Giang Tầm đâu, cứ thế mơ mơ màng màng mà rửa mặt đánh răng sau đó biến cái giường thành lãnh địa riêng của mình. Cậu đem chăn của Giang tầm cuộn lại thành một cục đẩy đến cạnh tường, sau đó nằm trên giường vừa giãn cơ chân vừa mở áp mua sắm chốt đơn mua quà sinh nhật cho Giang tầm. Cố vị tích ô xác nhận, chốt đơn, trên mặt không khỏi hiện vài ý cười. Món quà này nhất định sẽ là một bất ngờ siêu to khổng lồ cho Giang tầm, cậu phải suy nghĩ nhiều lắm, chọn lâu lắm mới chọn ra được đó. Lúc Giang Tầm đi vào vừa hay thấy được cảnh bạn nhỏ nào đó đang mặc đồ ngủ của mình, nằm trên giường bày ra tư thế duỗi thẳng chân đúng tiêu chuẩn, tay còn cầm điện thoại cười khúc khích. Giang Tầm đứng cạnh cửa yên lặng thưởng thức độ mềm cơ thể của bạn nhỏ Cố. Chào buổi sáng, anh Cố Vị tắt điện thoại chào một tiếng với Giang Tầm. Không ngủ thêm một lúc nữa sao? Giang Tầm lại nhớ tới vấn đề vừa thảo luận với sở diệt cho nên không khỏi quan tâm hơn tới giấc ngủ của Cố Vị. Không à, Cố Vị lắc đầu. Hôm qua em ngủ ngon lắm, là vì ngủ với anh sao? Giang Tầm trêu cậu. Cố Vị cũng không biết nữa rõ ràng là phòng ký túc xá này của Giang Tầm rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy yên tâm lạ thường, không tỉnh giấc bất chợt, cũng không mộng mị gì. Loại an tâm không biết đến từ đâu, cậu tạm thời gác lại không để ý nhiều nữa. Anh ơi kéo em, cố vị duỗi tay về phía Giang Tầm, dù sau đây cũng là giường, cậu sợ lúc mình chống người dậy làm loạn ga trải giường của Giang Tầm. Giang Tầm đặt khay đồ ăn sáng sang một bên, không đón lấy tay cố vị mà duỗi tay ông lấy eo cậu, đem người nhẹ nhàng bế lên đặt cố vị ngồi xuống mép giường. Luyện độ mềm dẻo khá tốt đó, Giang Tầm khen cậu. Giang Tầm nhớ rõ Giang Ảnh từng nói cố vị khác mấy người kia, khả năng vũ đạo của cậu là luyện từ bé mà ra. Cố vị nghe đối phương khen mình, trong mắt lóe lên chút đắc ý, mấy khóa học hình thể của nhóm em cũng không cần tham gia nha. Cái này Giang Tầm biết, trong file hôm trước Giang Ảnh gửi, có một vụ mắng cố vị đoạt xê vị, đó là một tiết mục mang phong cách cổ điển. Cố vị đứng sau xê vị thực hiện một động tác nhào lộn độ khó cao tiến lên phía trước, quạt xếp trong tay mở ra, diễn ra một phong thái thiếu niên lưu loát, thực ra cả nhóm chỉ có cố vị mới có thể thực hiện động tác này, nhưng cuối cùng lại bị anti cố tình nói là cố vị đoạt xê vị. Đỉnh lắm, Giang Tầm lại khen thêm một câu, đi tới vuốt tóc cố vị, anh thấy em nhảy tiết mục kia rồi, cố vị nghe Giang Tầm lại khen mình, vui vẻ đắc ý nói, cái đó chưa là gì đâu, em còn biết nhiều loại vũ đạo lắm nếu có gì không biết thì chỉ cần cho em thêm thời gian, em sẽ học được, cái gì đều cũng có thể học sao, chắc vừa mới sáng ra nên phản ứng của cố vị còn chậm, cũng không hề phản bác câu nào, bị trêu chọc cũng không cãi lại, Giang tầm thấy thế lại nổi lên ý tưởng xấu, lừa bạn nhỏ vào trong, cố vị, có thể, nghe Giang tầm hỏi vậy, cậu trả lời hơi ngập ngừng, không chắc chắn lắm. Hơn nữa cậu cảm giác hình như mình lại vừa bị lừa ấy, cái này thì sao, Giang Tâm mở điện thoại gõ mấy chữ tìm kiếm, sau đó đưa cho cố vị. Trên màn hình di động hiển thị đoạn video của một dancer đang rất thịnh hành hiện nay. Trong video là một dancer nữ mặc đồ vô cùng sexy, eo mông uống éo theo từng nhịp nhạc, hai tay thì mơn trớn eo hông và ngực, toàn bộ bài nhảy đều ngập mùi sexy câu dẫn người khác. Cố vị, cuối cùng cậu cũng thấy đại lưu manh hiện nguyên hình, nhất thời không nói lên lời, gương mặt hơi ửng hồng. Thế nào, gian tầm nhìn phản ứng của cậu, dancer đại nhân có thể nhảy cái này không? Giang tầm, từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cố vị gọi tên đầy đủ của Giang tầm, sao lần nào nói chuyện với em anh cũng trở nên lưu manh thế hả, anh đâu có, Giang tầm vô tội nói, Sơ đại nhân nhảy sexy dancer, ai mà không muốn xem chứ, ngoan, hoảng làm gì, anh cũng không bắt em nhảy ngay bây giờ, về sau còn nhiều cơ hội lắm, để anh xuống tầng lấy đồ ăn sáng cho em, Giang tầm gẹo người ta xong liền chạy lấy người, em cũng có thể ngủ thêm một lát, cố vị còn chưa kịp phục hồi tinh thần kia đều do Giang Tầm, đoạn video vừa nãy anh cho cậu xem bây giờ cậu còn chưa vứt khỏi đầu được, nhảy như thế, không phải là cậu không nhảy được, mà là không dám nhảy, đặc biệt là phải đối mặt với Giang Tầm, tim cậu sẽ luôn không tự chủ được đập nhanh hơn mấy nhịp, cậu thay sang quần áo của mình, ngồi ở mép giường chờ Giang Tầm trở về. Trong phòng không có ai, cố vị ở trong phòng thử nhảy hai động tác trong video kia, lắc vặn hông và xoay người vỗ eo một cái, động tác này với cậu không khó, nhưng mà chỉ với tầng quan hệ vi diệu kia của hai người, loại động tác này cậu tuyệt đối không bao giờ nhảy trước mặt Giang Tầm. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Giang Tầm đi nhanh thế sao? Cố vị vừa nghĩ vừa mở cửa ra. Bên ngoài là một cô gái mặc đồng phục của tờ Mơ Vê cô gái nhỏ miệng ngậm kẹo que, tóc cột như na tra, trong tay cầm một văn kiện, vẽ mặt tôi đây là trung tâm thế giới. Trên trán viết rõ ràng hàng chữ hôm nay bà đây tâm trạng không tốt, đồng phục cô hơi khác đồng phục của Giang Tầm, có vẻ bằng tuổi cố vị, cố vị đoán đây là người của đội huấn luyện trẻ. Tâm thân, cô gái buồn bã yếu siêu nâng mắt nói, đội hai bảo em chạy tới đây một chuyến, nhờ anh ký, cố vị, gian tầm anh ấy vừa, cô gái há to miệng, mở to hai mắt, kẹo que trong miệng cứ thế rơi ra đất, nói chuyện cũng lộn xộn không rõ, cố 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 cố, cố vị, cố vị kinh ngạc, a a a a a a a vị vị sao cậu lại ở phòng tâm thần, chẳng lẽ, là tôi đường đột, tôi hiểu rồi, hóa ra là thế này. Cố vị, cô ấy hiểu cái gì vậy? Trong câu lạc bộ tờ vê đúc thế mà lại có fan của cậu sao? Bạn fan này hình như hơi kích động, vẻ mặt khó ở ban đầu bây giờ còn như sắp khóc tới nơi rồi. Dịch tình, mới sáng ra mà họ hét cái gì thế? Cửa phòng đối diện mở ra, Wes còn đang mơ ngủ đứng ở cửa, ký văn kiện đúng không? Cứ để đó là được rồi, à em đã chết rồi, á à không, em vẫn ổn à? Dịch tình đem văn kiện nhét vào tay cố vị, ánh mắt đông đầy niềm tin và hy vọng nhìn cố vị gật gật đầu quả không hổ là ai độ của tôi yên tâm tôi thề sẽ bảo vệ bí mật này hu hu gớt nước mắt dịch tình lau nước mắt vừa đi vừa nói hu hu là thật đó đội huấn luyện trẻ bình thường phải chịu áp lực rất lớn cô ấy cho nên hôm nay cô ấy có khả năng hơi không bình thường lắm Wes nhìn phương hướng dịch tình chạy đi nói cố vị lắc đầu đóng cửa phòng lại tiếp tục chờ gian tầm trở về quà sinh nhật mua đã phát hàng rồi chắc là sẽ về kịp sinh nhật gian tầm trên ui Bồ, hậu viện nhím nhỏ đang chăm chỉ vốt bản xếp hạng thần tượng hậu viện đối thủ đêm qua đột nhiên điên cuồng vốt bám sát nút các thành viên trong hậu viện đang nỗ lực kéo phiếu hằng ngày lên bát tồ với hậu viện đối thủ bảo các cô ấy đừng vất vả quá thứ tự không quan trọng cố vị dặn dò trợ lý mục duyệt gian tầm còn chưa trở về cố vị đột nhiên nhớ đến bạn nhím nhỏ hôm qua nói không muốn sống cậu quyết định quan tâm fans của mình một chút Cậu tìm kiếm trong một người hoạt động thường xuyên thấy A của của bạn búp bê cầu nắng của nhím nhỏ kia, click vào weibo của cô, lại phát hiện bài pột hôm qua đã bay mất không thấy đâu. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, nại nhân tầm vị là thật đó, tôi tuyên bố hai người đó là thật, mẹ nó, nếu gian tầm và cố vị không phải là thật, tôi vặn đầu xuống cho mấy người xem. Cố vị, cảm xúc của fan CP thường xuyên không ổn định như vậy sao, việc gì phải lấy cả đầu mình ra cực chứ? điện thoại cố vị lại nhận được tin nhắn mới. Ok, hiểu rồi, mục duyệt nhắn cho cố vị. Vị vị, sau thực tế lần trước đêm nay lên sóng đó, nhớ lúc đó lên ui bộ cùng tương tác với các khách mời còn lại nha. Siêu thoại CP nại nhân tầm vị thế đơn lực mỏng, vẫn chưa có nhiều fan lắm. Cố vị lướt một lượt siêu thoại, phát hiện đa số mọi người ở đây đều là tự phát, chỉ là không hiểu tại sao hôm qua bút bê cầu nắng của nhím nhỏ đăng bài ủ dột không muốn sống, sau lại đột nhiên gặp kỳ tích mà sống dậy phấn chấn kiên định cho rằng gian tầm và cố vị là sự thật. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, nại nhân tầm vị đến đây, alo mọi người chú ý, tin hot free đây. Hôm nay chúng ta ở đây, ở siêu thoại gian tầm này, từ nay về sau chúng ta chính là nhóm fan CP mở đường đầu tiên của siêu thoại này. Cố vị, hơn nữa búp bê cầu nắng còn nói, về sau ai ở siêu thoại kia, gặp đâu sẽ đánh đó. Khi, hiểu nông na là mọi người đang thảo luận về một chủ đề thì bạn bỗng nhiên chen ngang, nhưng lại nói về một thứ khác. Su Na, rất không liên quan đến chủ đề đó, cố vị không hiểu lắm, chính chủ là cậu hai ngày nay rõ ràng rất an phận, yên lặng trà trộn vào địa bàn gian tầm, yên lặng nỗ lực tìm hiểu phân tích hình tượng nhân vật trong kịch bản, không hề xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Không biết bạn fan CP này đột nhiên đón được ở đâu một nguồn năng lượng cải tử hồi sinh trong chớp mắt thế nhỉ, vì ngôn luận của chị gái này quá mức phù phiếm, cho nên không tránh khỏi việc trước đến một đám anti, anti một, đừng nữa đoạn này trong nguyên tác để biết biết nữa hai người họ là không thể nào có tương tác thì cũng chỉ là kịch bản của tổ tiết mục thôi anti hai tao đang quát chim mày chờ ngày tụi mày thoát phan quay lại cắn anti ba ông giang tầm đi bọn tôi không muốn dính vào cái này chỉ mong tầm thần chuyên tâm chơi game mỗi ngày xem anh ấy đánh game là đủ rồi đừng bám lấy anh ấy có được không anti bốn tao nhận tao là anti của cố vị tại bình luận này tao xin thề nếu giang tầm và cố vị là thật tao sẽ livestream ăn cất gà. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ anti 4, tầm thần không lên tiếng nên mấy người vẫn còn mạnh mồm đúng không, đã chụp màn hình lưu lại trên đầu trang, chờ ngày mày livestream, lúc đấy đừng sợ quá mà chạy. Mấy người này, người thì thấy đầu ra cược, người thì cược cất gà, cố vị lớn từng này, đây là lần đầu tiên thấy người ta có thể chiến nhau theo cách đỉnh thế này, nhìn không được mà ở lại theo dõi thêm một lát, cậu xem chưa được bao lâu thì đã thấy đối thủ gửi tin nhắn đến, cua càng to, hình ảnh, cố vị liếc mắt một cái là nhận ra đây là bản xếp hạng minh tinh đại lục theo tuần, sáng sớm nay vừa công bố thứ hạng, gian ảnh vừa vặn xếp trên cậu một bậc, cô càng to, đôi khi nỗ lực so với nhân khí còn quan trọng hơn nhiều, cô càng to, chúc mừ nd.jpg, cố vị, gian ảnh này, từ khi hai người họ biến thành đối thủ của nhau, từ đó trong bản xếp hạng nào mà gian ảnh cao hơn cậu thì đều chụp lại gửi cho cậu xem. Mà khi bị tụt hạng so với cố vị, Giang ảnh sẽ im lặng không nói một lời nào. Nói mới nhớ, tính cách của Giang Tầm và em trai thật sự một chút cũng không giống nhau. Nghĩ đến Giang Tầm, bên tai cố vị lại vang lên lời Giang Tầm kêu cậu là đang sơ đại nhân. Cách gọi này thường là fans dùng để gọi cậu, nhưng mà không hiểu sao khi Giang Tầm gọi thế cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, thức đêm không tốt cho sức khỏe, đừng cày vốt nửa đêm nữa. Cô càng to, hứ, là tôi khỏe hơn cậu thôi. Cô càng to, hàm hàm đỏ mặt, dịp gờ. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, hàm hàm đỏ mặt, dịp gờ. Cô càng to, ớ. Sao cậu cũng có mem này, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, cái mem này vốn dĩ là của tôi mà. Đối thủ này cũng kính nghiệp quá rồi đó, đoạt tài nguyên đoạt hot sức thì thôi đi, ngay cả mem cũng phải dành với cậu nữa. Cửa phòng bị đẩy ra, Giang tầm đi vào mang theo một mùi hương bạch trà thanh thanh mộc mạc phủ kín căn phòng, cố vị bỏ điện thoại qua một bên nhận bữa sáng từ tay Giang Tầm. Hôm nay anh có lịch trình gì không ạ? À? Cố vị một bên uống sữa bò, một bên hỏi Giang Tầm. Như bình thường, huấn luyện cả ngày, Giang Tầm duỗi tay lau sữa bên khóe miệng cố vị. Em có cảm thấy sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn anh rất nhàm chán không? Bọn họ không hề tỏa sáng rực rỡ như trong mắt fans. Sau màn ảnh họ chính là những tấm gương của sự kiên trì cùng nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ. Không, em cảm thấy rất thú vị. Cố vị lắc đầu. Em rất thích nơi này, thích nơi này thích ở nơi này vì mỗi người ở đây đều ngày ngày cố gắng vì ước mơ của mình. Bây giờ cậu có thể khẳng định mình hoàn toàn trở thành một fans của Giang Tầm, không phải vì anh đẹp trai, cũng không phải vì mấy tấm mem của anh, mà là vì cái cách mà Giang Tầm nỗ lực trong thể thao điện tử làm cậu mê muội. Cái này chắc là tình cảm của fans với thần tượng của mình nhỉ, cố vị nghĩ thầm. Bây giờ hình như em là fan của anh rồi, cố vị đem suy nghĩ trong lòng nói cho Giang Tầm nghe. Chưa được đâu, Giang Tầm nói, người giả làm phan như em chưa đủ tiêu chuẩn nếu muốn đạt chuẩn phan em còn phải phấn đấu thêm nữa cố vị cúi đầu cười trộm phấn đấu thế nào ạ à? cậu hỏi học đoạn vũ đạo hồi nãy đi Giang Tầm nói cố vị đáng ra cậu không nên hỏi mà mấy ngày gần đây sinh hoạt đột nhiên trở nên phong phú hơn cố vị nhớ mình đã rất lâu không nghĩ tới chuyện hôn sự rồi ba cậu cố thải hình như lại đang chạy đít linh bản thảo chuyện hôn sự của cậu có khi bị ông ném lên chín tầng mây rồi suy nghĩ cái gì vậy Giang tầm nhìn thấy cậu tự nhiên ngay ra, ăn một bữa sáng mà cũng có thể nghĩ chuyện đông chuyện Tây hả, cố vị A một tiếng, phục hồi tinh thần tiếp tục đấu tranh với bữa sáng của mình. Trợ lý của em nhờ anh chú ý chế độ ăn của em, Giang tầm nói, kế hoạch dinh dưỡng anh có rồi, trưa nay em muốn ăn gì, không ăn cần Tây, mộc nhĩ, xà lách, rau chân vịt, củ niễn, còn lại đều có thể ăn được ạ. À. cố vị bẻ ngón tay đến mấy món mình không ăn nói cho Giang tầm, củ niễn, niễn hay củ niễn, giao bạch lúa bắp, lúa miêu, là một loại cỏ sống lâu năm thuộc chi Gizania trong họ hòa thảo. Nó cũng là loại duy nhất thuộc chi này có khu vực sinh sống bản địa là châu Á, trong khi các loại còn lại là bản địa Bắc Mỹ. Nghe bảo một năm có một vụ và được chị em Hà Nội săn lắm. Nói gì chứ tôi người hát nờ tôi cũng không biết củ này luôn. Em còn kén chọn đấy, Giang tầm cúi đầu nhìn trên bản kế hoạch dinh dưỡng có món rau chân Việt, gọi anh nghe nào, giao dịch này cậu lời chán, cố vị uống xong sữa bò đặt lên bàn, anh, hôm nay em vẫn xem anh huấn luyện ạ, à. Giang Tầm nói, anh có thể bớt chút thời gian mang em đi chơi game cho em tìm chút cảm giác, được à, cố vị nghĩ nghĩ, kịch bản sáng tỏ như trăng có cảnh mâu tử hàm huấn luyện, tuy chưa đến mức như tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cố vị hy vọng mình có thể diễn được cảnh này, không mong xuất sắc, chỉ mong không mắc sai lầm là được. Giang Tầm hiển nhiên rất rõ ràng mục đích tới đây của cậu, thậm chí còn chuẩn bị kế hoạch chu toàn hơn chính bản thân cậu. Dưới lầu một câu lạc bộ tờ đúc là sảnh của đội huấn luyện trẻ. Lúc cố vị đứng cạnh cửa quan sát liền thấy cô gái đầu na tra cậu gặp buổi sáng đang lẫn trong đám thanh niên ngoài đó. Cô gái nhỏ đứng quay lưng về phía cửa, trên người mặc áo khoác của tờ đúc, logo cung tên cùng bụi gai cuốn quanh ở phía sau phản chiếu ánh đèn lóe qua. Giao diện màn hình của cô hiện kết quả hai chữ thắng lợi. Cô bé dựa lưng ra sau, hiển nhiên mà hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của mọi người xung quanh. Đó là dịch tình của đội huấn luyện trẻ, Giang Tầm nhìn theo hướng của cậu giới thiệu đơn giản. Tầm thần, dịch tình xoay người thấy Giang Tầm và cố vị đang đứng cạnh cửa, chào buổi sáng hai người ạ. À. Ừ, mọi người tiếp tục đi, Giang Tầm gật gật đầu, cùng cố vị ra ngoài. Thật tốt quá, dịch tình nhìn hướng hai người đi, trên mặt đầy vẻ tươi cười mỹ mãn, thật tốt quá, đúng vậy, bao giờ chúng ta mới đạt đến vị trí của tầm thần, đồng đội cạnh cô Tán Thành, tôi cũng muốn ăn liền 200 mạng cậu thì biết cái gì, dịch tình nhìn đồng đội lắc đầu, thứ tôi và cậu theo đuổi trong cuộc đời này đâu có giống nhau, đồng đội, tuyển thủ chuyên nghiệp là chú thức khuya, cho nên buổi sáng ở phòng huấn luyện chỉ có lác đác vài người, bọn họ còn đang ngủ, Giang Tầm nói, đã rất lâu tụi anh không biết sáng sớm là gì, vậy anh bây giờ, cố vị lo lắng Giang Tầm làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn, không có việc gì, Giang Tầm ấn cố vị ngồi xuống ghế cạnh mình. Anh được xem như một tuyển thủ khá có kỷ luật, xem qua một chút game này nhé, Giang tầm công lưng phía sau cố vị, dùng con chuột click vào icon trò chơi. Cố vị nhìn chầm chầm icon game không chớp mắt, lúc giang tầm cúi xuống, mặt hai người gần như chạm vào nhau làm cậu hơi khẩn trương, gần như còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình. Cố vị không thường chơi game lắm, cũng không hiểu nhiều về loại game quy tắc đang đứng đầu này, cậu nhìn giang tầm mở giao diện đăng nhập, điền tài khoản và mật khẩu lưu loát nhanh chóng, sau đó trực tiếp đăng nhập, thanh tiến độ đăng nhập chạy xong, màn hình giao hiện game hiện ra trước mặt, Giang Tầm mở chọn tổ đội, đặt con chuột qua bên cạnh Cố Vị, không cần quá khẩn trương, Giang Tầm nói bên tai Cố Vị, nút S A dùng để di chuyển, chuột để điều chỉnh góc nhìn, em thử trước lấy cảm giác, chơi một lát là quen ngay. Nghe anh nói xong, Cố Vị cũng gác bỏ cảm giác xa lạ sang một bên, nghe theo lời Giang Tầm nói, click mở trò chơi, bàn phím và chuột của Giang Tầm đều rất đặc biệt, không giống với loại mà Cố Vị thường thấy bên ngoài cậu đem ngón tay đặt lên các phím di chuyển mà Giang Tầm đã dạy. Di chuyển theo chấm tương đối tiết kiệm sức lực, Giang Tầm nói, con chuột này có thể không hợp với em lắm, trò chơi xếp đồng đội ngẫu nhiên cho cố vị, cố vị mới vừa chơi cũng không biết tương tác với đồng đội như thế nào, chỉ biết nghe theo lời Giang Tầm, điều khiển nhân vật di chuyển quanh bản đồ, quá tương ứng với trước, sau, trái, phải, Giang Tầm đứng phía sau giảng giải, thỉnh thoảng đưa tay phủ lên tay cậu giúp cậu điều chỉnh phương hướng và góc nhìn. Mười phút trước, trong ký túc xá của tờ MV Đức, Hùng Tử đột nhiên trợn mắt bừng tỉnh nhớ ra nay tháng này mình vẫn chưa livestream đủ chỉ tiêu, vì thế vội vàng mở máy tính của ký túc xá chuẩn bị livestream bù cho đủ. Hùng Tử mở livestream, vào game, ghép đội, xong nhìn thấy tên đồng đội mà vui vẻ. Tờ MV Đúc Xuân, Ây, thế mà cậu là được ghép đội với đội trưởng nhà mình, là Adlon của đội trưởng. Sáng ra, Giang Tầm không chịu chăm sóc đối tượng đính hôn của mình, lại còn đi chơi game. Không hổ là đội trưởng không hổ là người dẫn dắt bọn họ đạt chức quán quân thế giới anh em mạng xem phát sóng cũng kinh ngạc không kém jiwa giyo 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 gì đây là aklon của giang tầm đúng không viết thường đúng là duyên phận sáng sớm đã cho hai người gặp nhau bánh bông lan trà bông gom đủ hai vị lão đại của tờ mv đúc sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu buổi sáng xem phát sóng trực tiếp đúng là chí lý gấu nhỏ thống trị thế giới ghi hình đi các anh em ván này chỉ là xem là bữa sáng thôi mọi người cùng nhau vui vẻ đê. Quả lê, hôm qua tầm thần kết thúc livestream sớm quá, không nghĩ đến ngồi xem hùng tử lại gặp được tầm thần, vui quá. Nhân vật trong game của hùng tử là một anh chàng cao to mặc áo khoác hồng nhạt đội mũ đen, nhìn bình luận của mọi người, ý chí chiến đấu của cậu cũng tăng vọt lên. ID của cậu tên là TMVD, gấu trúc nhỏ được thao tác di chuyển, quyết tâm vượt mọi trong gai, phá hết vòng vây. Một đường hướng đến vị trí được đánh dấu trong bản đò, vị trí của Giang tầm. Đội trưởng, em tới đây. Thể chất học sức, ý chỉ đi đến đâu có học sức đến đó, làm gì cũng lên học sức. Đúng rồi, khá tốt. Chính là như vậy. Giang Tầm đứng phía sau Cố Vị, theo dõi Cố Vị di chuyển, thử xoay góc nhìn một chút, đi khỏi khu vực này. Cố Vị dần dần quen với mấy thao tác của trò chơi, lại có Giang Tầm chỉ đạo, nhân vật được điều khiển nhảy ra khỏi tường. Bản đồ lần này là một khu di tích. Cố Vị vừa ra khỏi vị trí thì thấy một bóng dáng màu hồng phấn đang chạy đến phía cậu tên này là giang tầm ngẩng đầu tên bóng dáng màu hồng kia hình như đang nghĩ đến cái gì trong đầu cố vị bây giờ đều là lời của giang tầm chỉ xem đi đường như thế nào tay phải cậu đặt trên chuột điều chỉnh góc nhìn hình như vừa thấy một điểm đỏ trên màn hình cậu nhìn lại xem điểm đỏ kia là cái gì lại tiếp tục điều chỉnh góc nhìn để nhìn cho rõ trong lúc điều chỉnh tay không cẩn thận đụng phải phím nào đó trên bàn phím một tiếng súng đoạn vang lên anh bạn cao to hồng phấn phía trước đã không thấy tâm hơi đâu anh ơi hình như có ai vừa bắn em, nghe thấy tiếng súng, cố vị nhanh chóng hỏi, anh mau xem giúp em, ngoan, đừng sợ, gian tầm nói, là em bắn người ta, chẳng qua là bắn trúng người quen thôi. Tờ mơ Vê đúc hùng tử đăng nhập tài khoản luyện tập của mình, vượt mọi trong gai trắc trở dết một đường máu để chạy đến với đội trưởng nhà mình. Đứng ở phía xa đã thấy một hình ảnh khoác áo gió tràn đầy soái khí, tờ mơ Vê đúc xuân. Hùng tử, ai, tôi tìm được đội trưởng của chúng ta rồi, tầm thần của mấy người hôm nay đẹp trai lạ thường nha, cái áo khoác gió đen kia lại đem cho ai mặt, tốn không ít tiền đâu, hung tử, đến gần một chút hả? Ok, đương nhiên có thể đến gần rồi, đội trưởng mặt đẹp là cho các bạn xem không phải sao, gian tầm chính là bộ mặt của TMV Đúc mà, của anh ấy đang làm gì vậy, sao lại ra khỏi tháp, sao đi chậm vậy nhỉ? Đây là chiến thuật mới sao, hung tử, hình như anh ấy không bật miết đâu, cũng không sao, bọn tôi là một đội, so với người nhà còn thân thiết hơn, để tôi qua chào hỏi tầm thầm một cái nào, đội trưởng ơi, ý ý, đội, đội trưởng đang loạn choạng rồi ngừng lại trước mặt cậu, sau đó từ từ di chuyển súng lên rung rung nhắm về phía cậu, hung tử, a, à, chắc là anh ấy đang khoe skin limited của mình với chúng ta, tiếp theo, skin được hiểu chính xác là trang phục được sản xuất trong game dành cho các nhân vật hư cấu. Người chơi muốn sở hữu các trang phục này phải bỏ ra một khoản phí nhất định nào đó, tiếp theo cư dân mạng có thể nhìn thấy cảnh đội trưởng nhắm thẳng trán hung tử không chút nương tay mà bóp cò đạn xuyên thẳng qua thân hình da đen áo hồng phấn anh ta còn không kịp kêu thảm một tiếng thì màn hình trò chơi đã chuyển thành góc nhìn của thượng đế là góc nhìn của nhân vật trong game sau khi chết đó ạ à? là góc nhìn có thể nhìn bao quát hết toàn bộ diễn biến trong game hung tử trợn mắt đứng hình ông già noel tặng tôi một món quà đi ha ha rõ ràng là đội trưởng không cần cậu việc nướng áp chảo không hổ là người một nhà Tờ mơ vê đúc trâu bò, tầm thần hôm nay hình như còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Túi dứa, ha 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 tầm thần tự tay diệt đồng đội. Một đoạn phát sóng này của hùng tử có người khác ghi hình lại, lúc hùng tử còn đang đứng hình suy nghĩ chuyện nhân sinh thì đã có người đem đoạn livestream này đăng lên siêu thoại của tờ mv đúc, ác cao marketing, khiếp sợ. Ngày xưa đồng đội gắn bó keo sơn ngày nay rút súng bắn nhau, là do đạo đức suy đội hay còn có nguyên nhân nào khác, đây chắc chắn là ác lon của gian tầm. Lúc trước livestream anh ta từng dùng rồi, là một lần luyện tập cá nhân nào đó, video, cố vị tìm được niềm vui trong game nên lại tiếp tục chơi tham trận mới, dựa theo lời giảng của Giang Tầm bắt đầu bước từng bước chậm trong rừng. Giang Tầm nhìn bộ dáng chuyên chú của cố vị, trong mắt toàn là ý cười, bạn nhỏ thể chất hoặc sức nào đó không hề để ý chuyện mưa gió bên ngoài, chỉ chuyên tâm ngao du trong thế giới mới mà em ấy vừa khai phá được. Điện thoại Giang Tầm từ lúc bắt đầu đã rung không ngừng, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi uây bồ gian tầm bị tét hơn vạn lần ác cao marketing điên cuồng chia sẻ video kia tự viết ra chuyện tờ mờ đúc bất hòa muốn đẩy chuyện này lên thẳng hot sức. cái đờ mờ trên lầu ký túc xá hung tử mở livestream tự tay soát uây ra phát sóng trực tiếp tại tuyến soát uibo, tự dùng tài khoản chính thức của mình mắng đám lên ác cao marketing tờ mờ đúc quan hệ vô cùng tốt anh ơi chỗ này đi qua như thế nào ạ à? cố vị thao tác không chuẩn bị vây lại trong một góc nên phải quay lại hỏi Giang Tầm. Giang Tầm tắt điện thoại, cúi đầu cầm tay cố vị chỉ dạy thao tác chính xác. Cố vị học rất nhanh, em biết rồi, thực ra có một cách khác, để em học còn nhanh hơn, tay Giang Tầm vẫn còn đặt trên tay phải cố vị, muốn nghe không? Muốn à, cố vị hơi nghi ngờ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chầm chầm Giang Tầm không chớp mắt. Vì vị, vị, em ngồi lên đùi anh, anh đảm bảo tận tâm hết sức chỉ dạy em, Giang Tầm ấn lên tay cố vị một chút, thế nào, có muốn suy nghĩ không? không, không suy nghĩ, cố vị ảo não, cậu rõ ràng biết bản tính đại lưu manh nghìn năm không đổi của vị này, tự mình nhắc nhở mình trăm ngàn lần rồi, thế mà lần nào cũng để rơi vào hố gian tầm đào. Cậu lúc này mới phát hiện khoảng cách hai người đang rất gần, giang tầm công eo, hai tay vần quanh gáy cậu, cầm nhẹ nhàng đặt trên vai phải cậu, bên gáy cậu gần như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, lòng loạn cao cào, cố vị không tự chủ được mà động đậy một chút, lại càng khiến khoảng cách hai người càng gần hơn lông mi cậu vốn dĩ đã dài, cứ như vậy mà nhẹ nhàng đảo qua gương mặt Giang Tầm, hiển nhiên Giang Tầm cũng cảm nhận được điều này. Ngoan, còn chưa đính hôn, đừng chủ động trêu chọc anh, hơn nữa em gây chuyện xong còn không chịu dập lửa, làm anh phải lén tự giải quyết, Giang Tầm nói, gương mặt này của em, quả thực hợp gu thẩm mỹ lưu manh của anh, cố vị, Giang Tầm đứng dậy, kéo xa khoảng cách hai người một chút, tự chơi một lát, có gì không biết thì gọi cho anh, anh lên quầy bộ có việc một chút, Giang tầm đi ra cách vách ngồi xuống, cố vị còn chưa kịp phục hồi tinh thần, hô hấp cậu có chút dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, đây là lần đầu tiên cậu ý thức được, theo tiêu chí kén vợ kén chồng mà nói, hai người gần như phù hợp hoàn toàn, cho nên khoảng cách vừa rồi của bọn họ thực sự là thân mật quá. Hơn nữa cậu phát hiện cậu đối với Giang Tầm cũng không còn thờ ơ như ban đầu nữa. Mấy ác cao marketing cọ nhiệt bị hùng tử mắng một hồi, tuy không dám lên bài thêm nhưng khu bình luận vẫn náo nhiệt thực sự. Hoa Quế Ngư, có người lại gặp được Giang Tầm đang trong trận, mau tới xem Tầm thần lật xe. Liên kết, e viết hôm nay thăng hạn rồi, đù má, thật nè ha ha ha, Giang Tầm đang làm cái gì vậy, đi kiểu gì thế này, cụ ông sáng sớm dắt chim đi dạo sao ha ha. Đồng niên ngâm rượu làm thơ, mẹ nó chắc đây không phải Giang Tầm đâu, là người khác cầm ác đúng không, đang làm cái gì vậy. Người dùng u bảy không có khả năng, nếu nói có người quan trọng đến mức khiến Giang Tầm tự tay chỉ dạy bằng tài khoản của mình thì thà tin vào chuyện tờ mơ đúc bất hòa còn hơn. Hoa Quế Ngư, tại sao không có khả năng, hôm qua lúc Tây Ca phát sóng không phải còn gọi ai đó là đội trưởng phu nhân sao, anh em đổi địa bàn thôi, Giang Tầm đăng ui bô rồi. Tờ mơ đúc xun, ngại quá, đang dẫn dắt một tiểu oan gia mang thể chất hot sức chơi game, mấy chuyện bịa đặt ăn dưa đều dẹp đi. Hùng tử bên này lập tức chia sẻ Weibo của Giang tầm. Tờ MvDub, hùng tử, đã hiểu, đáng giá. Ông quyền, JeepG. Tờ MvDub Sun, ngại quá, đang dẫn dắt một bạn nhỏ oan gia mang thể chất hốt xớt chơi game, mấy chuyện bịa đặt ăn dưa đều dẹp đi. bộ được đăng quá hợp với tình hình nhưng bên dưới tài khoản cá nhân của Giang tầm mọi người vẫn điên cùng bình luận. Dưới bộ của Giang tầm mọi người đều đang tập trung vào ba chữ tiểu oan gia kia. Tờ MvDub nói những vấn đề trọng điểm đi, đội chúng tôi quan hệ vô cùng tốt, ngày nào cũng nghĩ cách đánh bại đối thủ, các vị marketing không cần nhọc lòng lo lắng. Tầm thần hôm nay đã phát sóng trực tiếp chưa, đù má, đây là chân ái sao? Tầm thần tự mình đưa A cá nhân để dỗ dành người ta, Kiki, Ninin, nin. một, tiểu oan gia có địa vị gì vậy, thể chất hot sức là ý gì? Doraemon kinh ngạc, Jipger, gừng vì sao phải giả thành khoai tây, nóc nhà lật rồi, mọi người có cảm thấy tầm thầm vô cùng cưng chiều đối phương không? Trời ơi, fans bạn gái muốn khóc thét. Tiếng súng vang lên, cố vị nhìn nhân vật của mình bị đánh bại ngã trên đất, thất vọng tháo tai nghe, nhìn Giang Tầm đang ngồi bên trái. Không chơi nữa, Giang Tầm mỉm cười. Vâng, em thấy hơi chóng mặt, cố vị vốn muốn đứng lên, lại phát hiện mình hơi choáng đầu. Đây là trò chơi thị giác ngôi thứ nhất, nhân vật 3D, đứng dưới góc nhìn của người chơi di chuyển. Có vị mới chơi còn chưa quen lắm cho nên không tránh khỏi việc cảm thấy hơi ván đầu. Một trận đầu ván mắt hoa đánh ập đến, chân cậu loạn choạng không vững, ngã khuỵu về phía gian tầm. Gian tầm đỡ lấy không để cậu ngã, một tay ông lấy cậu đặt trước người, để cậu nhắm mắt lại tự trên vai mình, chờ cảm giác chóng mặt kia tan đi. Giọng nói gian tầm truyền bên tai cậu, vì vị, vị, không chơi thì thôi, sao lại chơi không được thì lại nhào vào ngực người khác chứ. Cố vị nghe thấy gian tầm nói vậy, suy nghĩ đầu tiên là phải tránh xa đại lưu manh này một chút, chẳng qua cảm giác choáng váng còn chưa mất hết, đứng thẳng vẫn không được, cho nên cậu nắm chặt góc áo Giang Tầm đứng dậy. Được rồi là anh không tốt, Giang Tầm vỗ vỗ lưng cố vị, quên mất việc em sẽ cảm thấy choáng đầu, cố vị định nói không trách anh đây, ai ngờ chưa kịp nói thì dưới chân nhẹ bẩn, Giang Tầm đã ôm cậu lên, cố vị, em, nhắm mắt lại, Giang Tầm ôm người đặt lên ghế, nhắm mắt lại, khả năng sẽ tốt một chút. Cố vị nghe lời Giang Tầm nhắm mắt lại, cảm giác được Giang Tầm cầm theo một ly nước ấm đến đặt bên miệng cậu cho cậu uống nước, yên lặng một lát, cảm giác dạ dày cuộn trào cũng dần biến mất, cố vị do dự mở mắt ra, đôi mắt ương ướt còn mang theo một chút mê mang, Giang Tầm dừng lại, cố vị nhận lấy ly nước từ tay anh, em không sao, cố vị nói, Giang Tầm im lặng thu hồi ánh mắt, nghỉ ngơi một chút đi, chơi lâu sẽ bị chóng mặt, cố vị dịch người sang trái một chút, nhường lại vị trí cho Giang Tầm, xem Giang Tầm chơi game. Vẫn bản đồ ban nảy, thủ pháp nhanh chóng quen thuộc, cậu bây giờ mới chú ý tới hình như điện thoại của mình nãy giờ vẫn không ngừng rung. Group cha của T, ác hiển thì 99 tin nhắn, thủ đắc vân khai kiến Nguyệt Bính kêu tôi thì cho tôi thu tiền, bọn anh thực sự vô cùng ghen tị. Stone kêu tôi thì cho tôi thu tiền, bọn anh cũng muốn được chơi A à cá nhân của Giang Tầm, bọn anh cũng muốn được quán quân thế giới dạy chơi game. Mặt trời sáng sớm kêu tôi thì cho tôi thu tiền, phí phạm của trời, đây là phí phạm của trời mà. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, các anh sao lại biết được? Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.